Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Các Chuyện. Đến với Các Chuyện trong tối ngày hôm nay, Hồng Nhung xin thay mặt cho Các Chuyện gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất là hay và đặc sắc. Kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi ngay dưới đây. Vậy là Quỳnh Anh đã lấy chồng được khoảng 3 ngày rồi. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn cái giường cưới vẫn nguyên vẹn của mình. Nhìn những quả bóng đã xịt hơi tiêu nghỉu. Nhìn những cánh hoa hồng đã héo. Quỳnh Anh nhìn lại chính mình rồi từ thở dài. Năm nay cô đã 30 tuổi. Vừa mới lấy chồng hôm thứ bảy. Đó là sự thật. Sau đêm tân hôn, mẹ và bạn bè đều gọi điện hỏi han mọi chuyện ổn chứ. Cô nói ổn, nhưng thật ra không ổn một chút nào. Bởi vì ngay trong đêm tân hôn, chồng cô, Sơn, Sơn, đã nói anh ấy phải vào viện để thực hiện một ca cấp cứu và đến giờ vẫn chưa thấy về, cũng không gọi điện. Cô phân vân không biết có nên gọi điện cho anh hay không. Đã sang ngày thứ ba rồi, nhưng nếu cô gọi, biết đâu anh ta sẽ thấy cô là một bà vợ hay cằn nhằn, kiểm soát chồng. Mà cô thì không muốn theo một hình mẫu như vậy. Cũng lạ thật, mày bảo sống độc thân rất vui vẻ, mà đùng một cái mày lấy chồng làm tao bất ngờ quá yến vừa quấy ly nước cam vừa nói quỳnh anh cúi đầu cười cô cũng thấy lạ lùng đến tận bây giờ cô nói hôm ấy ta đang làm thì mẹ ta gọi về sửa soạn giảm ngó tao nào đã thấy mặt mũi anh ta thế nào nhưng đột nhiên lúc ấy tao lại nghĩ hay thôi cứ lấy quách đi cho nó rồi mày dại quá ừ nghĩ lại tao cũng thấy mình hơi bồng bột thế bọn mày đã Ánh mắt của Yến trở nên đầy ẩn ý Khóe miệng cô cười tủm tỉm Quỳnh Anh chép miệng ngào ngán <laughs> Tao gặp anh ta đúng ba lần Là hôm dạm ngõ Hôm ăn hỏi, hôm cưới Còn sau hôm đó Làm gì còn sau đó nữa Là thế nào Yến như không hiểu Tao nghe đâu Anh ta là trưởng khoa tim mạch Suốt ngày phải vào viện phẫu thuật Rồi làm mấy cái trò gì của ngành y Mà tao cũng không rõ đó là mẹ tao nói thế suốt từ lúc đặt chân về nhà sau hôm cưới tao đã thấy chồng tao lúc nào đâu ô hay à hay quái gì tao phát hiện ra đời tao có chồng và không chồng cũng chẳng khác gì nhau yến nhìn quỳnh anh cô ta há hốc miệng như ngạc nhiên lắm ô kìa có phải mày đang tức giận không trời đất ơi tức giận khi người đàn ông à nhầm chồng mày một người mà chỉ gặp có ba lần và cưới chung chấp nhoáng đã bỏ lỡ đêm tân hôn với mày mày thấy tức giận vì không được anh ta làm điều đó à quỳnh anh nhốn vai cô nhấp môi vào cốc cà phê và nhìn ra bên ngoài tao cũng chẳng biết nữa nhưng lấy chồng ở tuổi này có gì đó khang khác, khác giống như mình phải chạy nhanh hơn những người khác rất nhiều thế mà giờ tao vẫn phải ngồi đây đợi một cuộc điện thoại của anh ta chỉ để nghe xem Tối anh ta có về nhà hay không Mà anh ta cũng được quá nhở Con trẻ đó là trưởng khoa rồi cơ đấy Tao chẳng quan tâm Tao cũng được làm phó ban đi thôi Yến bị mồi <laughs> Hai nghề khác biệt hoàn toàn Đừng có so sánh kiểu đấy Cuộc nói chuyện của cô và Yến Thường diễn ra vào giờ nghỉ trưa Thường là xuống quán cà phê bên dưới tòa nhà Cô và Yến đều làm ở những bộ phận khác nhau Cũng gọi là cô chú chức vụ Khó tính đều không chồng Nhưng giờ thì khác Cô đã có chồng Còn Yến thì vẫn vậy Yến từng cho rằng tình bạn hiếu hào của hai người đến đây là chấm dứt Vì người có chồng và không chồng khác nhau đến tận một nửa câu chữ Chứ đừng nói đến cuộc sống Nhưng thấy Quỳnh Anh cứ nói đến cái đêm tân hôn phòng đơn gối trước của mình Là Yến lại cảm thấy thương hại Một người đàn ông lịch lãm Có phép lịch sự tối thiểu Đáng lẽ không nên làm điều đó Lại còn là một bác sĩ anh ta không có chút lòng thương người nào sao Bị vứt bỏ trong đêm tân hôn Là một thảm họa đối với phụ nữ Với Quỳnh Anh thì càng thảm họa hơn Hết giờ Quỳnh Anh và Yến trở lại công ty Hai người dễ hai lối khác nhau Khi từ trong thang máy ra Quỳnh Anh làm việc rất đúng giờ Cô được gọi là bà Hoàng Deadline Vì không những Deadline chuẩn Mà lại còn biết cách đôn đốc nhân viên chuẩn theo mình Nhưng điều ấy không được lòng các nhân viên cho lắm Họ còn gọi cô là nhà độc tài Vì cô luôn khô khan Thúc ép họ làm việc Mà không bao giờ cần đến lý do Hay hoàn cảnh cá nhân của họ ra sao Quỳnh Anh làm trong ban văn hóa thể thao Của một đài truyền hình Cô thường hay phải duyệt bài Ký các đơn xin xiếc từ những người trong phòng ban gửi về Thường đó sẽ là đơn xin trợ cấp Các hạng mục mà họ đang làm Khi các công việc đã tạm xuôi xuống Quỳnh Anh ngồi thần người nhìn chiếc điện thoại Nó vẫn im lìm Tại sao anh ta lại không gọi cho cô lấy một cuộc nhỉ Anh ta cũng là chồng cô cơ mà Yếu nhất thì cũng nên gọi một cuộc Thì mới biết nhau đang sống hay đã chết chứ Quỳnh Anh cảm thấy hơi khó chịu về điều này Nên đã cầm điện thoại lên Cô viết dòng tin nhắn Anh có về không Cô suy nghĩ lại Xóa đi viết một dòng khác Công việc bận lắm à Tôi về nhà nhé Cô viết lại Tối nay anh về nhà được không và dòng tin nhắn ấy lại bị cô xóa đi Quỳnh Anh ném cái điện thoại lên trên bàn Ngửa cổ nhìn trần nhà Mọi thứ cứ quay mòng mòng như cuộc đời cô vậy Đang yên đang lành để đi giúp cái cục nợ này vào thân làm gì nhỉ Không lấy chồng thì có chết được đâu Sao thế em yêu Trưởng phòng của cô nhoẻn miệng cười Anh ta đã có vợ và hai con Lúc nào cũng cợt nhà với các nhân viên nữ dưới trướng Đặc biệt là Quỳnh Anh bởi vì cơ quan chỉ có một phòng cho phó và trưởng phòng Nên hai người lúc nào cũng phải làm việc chung Cô đã nhiều lần đề xuất chuyển ra ngoài cùng các nhân viên Vì nghĩ trưởng phòng cần một không gian riêng tư và trang trọng hơn Nhưng thắng, trưởng phòng của cô lại nói không cần Hai người ngồi với nhau thì sẽ dính tâm sự hơn Câu nói này khiến cho cả cơ quan dính lên một mối nghi ngờ rằng Cô và Thắng đang có tư tình Quỳnh Anh nghĩ ngợi gì đó rồi cô hỏi Thắng Này, Em hỏi một câu nhé Hồi anh lấy chị ở nhà ấy, Đêm tân hôn của hai người thế nào Thắng nhìn cô Chỉ tay như đã biết Anh ta cười một điều rất gian tà Sau đó nói <laughs> Lấy chồng giờ có khác Anh nói tạo dạn hẳn ra Để cho em hay Đêm tân hôn 100 thằng Thì có đến 60 thằng được say sấp mặt và ngủ Không biết chơi trăng gì rồi 20 thằng thì vì những lý do nào đó Như công việc căng thẳng Mà không được gần gũi vợ Mười thằng thì lấy vợ làm bình phong nên không tính Số còn lại 10 thằng Sẽ là chơi tới bến với vợ trong đêm tận hồn Anh thuộc thằng nào? Đương nhiên là anh nằm trong số 10 thằng kia Còn lại dẫn đầu là thằng khác <laughs> Quỳnh anh im lặng Cô nhìn cái điện thoại Vẫn không có dòng tin nhắn này của gọi nào được gửi tới Thở dài Tự nhiên lúc đó cô lại nghĩ đến việc ly hôn vì theo suy luận của Thắng Thì đàn ông yêu vợ ở trên thế giới này Tính ra chỉ có 10% thôi Đột nhiên lúc đó ở bên ngoài cơm thanh xôn xao Một nhân viên nữ bước vào mở cửa phòng Cô ta nhìn Thắng ngại ngùng Rồi khum tay lại nói với Quỳnh Anh Nhưng ý chỉ mình cô nghe thấy lời cô ta nói Chị Quỳnh Anh Chồng chị đến đón này Còn mang cả hoa nữa Chồng gì mà lãng mạn thế Cô ta vừa đi Quỳnh Anh thấy Thắng đang hôn bụng cười Anh ta cố nói <laughs> để anh nói nhé chồng em là một thằng ngọt sách cả đời chưa biết mùi gái bao giờ anh đặt cửa này với giá 5 ly rượu ở hoa mo quỳnh anh mở cửa ra khỏi phòng thì đã thấy nhân viên của mình túm tụm ngoài cửa cô húng ngắn giọng họ liền chạy vào vị trí của mình ai cũng nhìn cô dưới tủm tỉm cười quỳnh anh trừng mắt với họ chỉ tay quát làm đi còn ý mấy chuyện không đâu tôi đuổi việc hết bây giờ đấy ở bên ngoài sơn đang ôm một bó hoa hướng dương to vượt mặt anh nghe thấy giọng của người phụ nữ đó mà thấy hơi giận giận. Lúc còn ở bệnh viện, anh có hỏi cô bạn đồng nghiệp của mình là nếu như cô giận chồng mình thì cô muốn chồng mình làm gì để chuộc lỗi. Cô ta đã trả lời rằng cứ mua cho cô ta bó hướng dương là được. Sơn tự cầu nguyện người phụ nữ ấy cũng thích hoa hướng dương. Sơn mới gặp Quỳnh Anh, vợ mình, đúng ba lần. Đêm tân hôn, anh bỏ cô lại với căn nhà rộng lớn để đến bên một bệnh nhân mình đầy máu me, mê man bất tỉnh nghe đâu là con trai của giám đốc bên sở gì đó. Sơn không mấy để ý, khi có điện thoại đi cứu người, anh cứ tự ảo tưởng mình là người hùng vậy. Ngay cả việc mình phải hoàn thành nốt cái nghĩa vụ cuối cùng trong ngày cưới cũng quên bánh đi luôn. Sau hai ngày, anh không biết phải đối mặt thế nào với vợ nên cứ kiếm việc ở lại bệnh viện. Sơn không sợ đồng nghiệp để ý vì ai cũng biết anh bận rộn. Tiếng quốc ngày càng gần, Sơn theo phản xạ đứng tảng người, húng ngắn ho tiện thể đưa bó hoa cao lên để nó che đi mặt của mình. Quỳnh Anh đến trước mặt Sơn, ngó nghiêng nhìn, rồi giật mình khi Sơn đưa bó hoa cho cô. Quỳnh Anh nhận lấy, cô vẫn chẳng biết nên nói thế nào ven cả. Ừ, xin lỗi, mấy ngày vừa qua anh bận quá. hả? à không, không sao. em cũng bận quá mức, chẳng có thời gian mà để ý nữa. Sơn trừng hừng, hóa ra Cối cũng chẳng để ý gì tới việc đó. Quỳnh Anh nhìn bó hướng dương Tự nhiên thấy buồn kinh khủng Anh ta thậm chí còn không biết mua hoa hồng để tặng cô Hoa hướng dương thì đâu có lãng mạn gì Đúng lúc ấy từ bên trong Thắng mở cửa đi ra Thấy hai người đứng im lặng trước cửa Anh ta ngạc nhiên Ồ okay kìa à, giận nhau à Mặt ai cũng như nâng tạ à thế Quỳnh Anh nhíu mày Hất hất mặt ra hiệu bảo anh ta đi đi Thắng càng cợt nhà hơn Quắc vai Quỳnh Anh và bảo với Sơn Cậu rất giỏi đấy Tôi giữ Quỳnh Anh làm tình nhân bên mình gần 7 năm chơi Bao nhiêu anh chàng đến ngỏ lời Cô đều từ chối Thế mà cậu vừa xuất hiện đã Quỳnh Anh huyết tay nói qua kệ rằng Anh không nói thì không bỏ ai câm đâu Em này thật là Anh đang cố để nâng tầm giá trị của chồng em lên mà Đùa không đúng lúc là anh thành vô duyên ấy Thắng thôi cười Anh ta bỏ tay mình xuống chỉnh lại cổ áo sau đó Thắng bước lại gần chỗ Sơn vỗ vai anh <laughs> Cậu phải dạy bảo con sư tử cái này cho tôi Tôi bất trị rồi Xếp mà không nể nang gì cả Nói rồi Thắng lắc đầu bỏ đi Với vẻ mặt thất vọng Nhưng đi được vài bước anh ta liền quay lại Lè lứa chiều tích Quỳnh Anh Quỳnh Anh bật cười Đúng là người đàn ông thích đùa Anh ta sợ vợ một phép Vợ lúc nào cũng là nhất Thế mà lên cơ quan cứ làm như mình là kẻ phóng đáng uhm đó là sếp của em ấy à quỳnh anh gật đầu vâng chỉ là sếp chỉ là sếp á quỳnh anh nhìn anh thấy trong mắt anh như có chút gì đó không vừa lòng chẳng lẽ anh để ý chuyện vừa rồi hay sao cô còn chưa tính sổ vanh chuyện bỏ mặc cô trong đêm tân hôn thì thôi Và lại anh đã hiểu được nội tình của câu chuyện này như thế nào đâu quỳnh anh không nói gì bỏ lên trước sơn đi theo cô Lúc đầu anh còn ở đằng sau Rồi anh đi nhanh dần Và đi ngay bên cạnh cô Anh đặt tay mình lên bên vai kia của cô Nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát Như muốn nói với tất cả rằng Hai người là một cặp Sơn nói Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé Sơn 35 tuổi Nhưng trông anh trẻ hơn nhiều Khuôn mặt anh nhắn thín Mắt đen, lông mày rậm Xét về tổng thể thì anh cũng có thể coi là ưa nhìn Không hiểu vì sao đến tận bây giờ mới chịu lấy vợ Quỳnh Anh thì khác Quỳnh Anh có cá tính của cô Cô từng nói sẽ không lấy chồng Nhưng mà ma suy quỷ kiến thế nào Hôm mấy mẹ cô vừa gọi điện cô lại đồng ý kia rụp Có một điểm chung giữa hai người ấy chính là họ vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện người kia là vợ chồng của mình Ai cũng ngại ngùng và cảm thấy chuyện lấy nhau quả thật là điên rồi Hôm đó Sơn nói Anh phải phẫu thuật đến tận 3 giờ sáng Mệt quá nên ngủ lại bệnh viện luôn Hai ngày sau lại có vài ca khác cứ như là địa ngục vô tận vậy. Quỳnh Anh nhìn đĩa bít tết đẹp mắt ở trên bàn, cô cầm dao nĩa của mình lên mỉm cười. Được rồi, anh ăn đi đã, làm ba ngày liên tiếp chắc là mệt rồi. Nói thế chứ đến lúc sắt thịt, Quỳnh Anh hận không thể cắt từng miếng thịt trên người người đàn ông đó ra. Anh ta đã làm một việc gây ra nỗi ám ảnh rất lớn đối với cô. Cô sợ rằng cả đời này cô cũng không thể quên đi được. Thật ra thì anh không biết uống rượu, cho nên em có thể uống hộ anh được không? Sơn đẩy ly rượu về phía Quỳnh Anh. Cô nhìn anh bằng một vẻ không thể tin được. Nhưng cuối cùng cô vẫn mỉm cười, đón lấy ly rượu và uống một thơ hết cả hai ly. Tại sao đến giờ anh mới lấy vợ? Có chút men, Quỳnh Anh trở nên bạo dạn hơn. Sơn ăn một miếng bò, lịch sự nhai và nuốt rồi mới đáp. Uhm, có ý định lấy một lần, nhưng rồi cô ta không chịu. Bởi công việc quán quá kinh khủng <laughs> À Ra là cô ta cũng biết nhìn sang trông rộng đấy chứ Quỳnh Anh cười dĩu Là sao cơ Quỳnh Anh lắc đầu Không có gì cả Vậy tại sao anh lại lấy em Cũng không biết nữa Hôm đó mẹ anh gọi điện rồi bảo về giảm ngõ thôi Nghe cũng có phần giống cô Nhưng anh ta không còn câu trả lời nào khác lãng mạn hơn à Thì bỏ đi Quỳnh Anh thở dài anh không có lịch làm việc cố định. Không có. Em thấy có khó chịu lắm đúng không? Ngược lại, Quỳnh Anh cười toe. Anh biết đấy, chúng ta lấy nhau đâu phải vì yêu nhau. Đâu phải vì muốn được chăm sóc hay muốn được người khác quan tâm. Chúng ta lấy nhau vì bố mẹ chúng ta muốn thế mà. Cho nên, anh không cần phải quá lo lắng về chuyện anh không thể cân bằng công việc và cuộc sống hôn nhân. Sơn nhìn Quỳnh Anh, anh từ bỏ dao nĩa xuống không biết anh đang suy nghĩ điều gì Mà im lặng đến vậy Lúc sau anh mới nói Em cần gì ở cuộc hôn nhân này hả Quỳnh Anh? Em cũng không biết Quỳnh Anh nhốn vai Nếu có thể nói được điều cô muốn nói Thì cô chắc chắn sẽ mắng anh ta Vì tội bỏ rơi cô trong thêm tân hồn Nếu như theo lời em nói Thì chúng ta cứ sống với cuộc sống của chúng ta như trước kia Không ai phạm đến ai hết đúng không? Quỳnh Anh gật đầu Hơi dài chừng Cô đang không hiểu ý anh ấy định đưa cô vào vấn đề gì Cuối cùng Sơn cười khẽ Anh chống cảm nhìn cô như một đứa trẻ Sao anh cứ có cảm giác Em đang giận dỗi anh về chuyện đêm tân hôn thế nhỉ Em thật sự mong chờ nó đến như vậy sao Quỳnh Anh nhìn qua chỗ khác Cô không có ý chối bỏ sự giận dỗi của mình với anh Nhưng cô vẫn không muốn cho anh biết Cô thấy năm nay mình đã 30 tuổi rồi Tức nghĩa là suy nghĩ về chín chắn hơn không mang tính bộc phát nữa anh ấy có công việc của mình và cô cũng vậy trong hoàn cảnh người ta cần anh cứu thì cô sao có thể cản được không thích quỳnh anh trả lời sơn đành cười trừ bây giờ em muốn chúng ta sống với nhau như những người vợ chồng thật sự hay chỉ là lấy rồi để đó người này vẫn tiếp tục sống một cuộc sống riêng quỳnh anh suy nghĩ một lúc rồi đáp mọi chuyện cứ theo ý anh quyết định đi được Sơn chỉ nói có thế Dùng xong bữa hai người trở về nhà Quỳnh Anh đi tắm trước Cô không nghĩ được rằng cái cửa nhà tắm bị hỏng chút Cho nên cô cứ đứng trong đế mái để nghe đồng tính Cô sợ anh sẽ bước vào Dù hai người là vợ chồng Nhưng thật chất ra lại không phải là thân thiết gì Họ mới chỉ hôn tạm một lần ở lễ cưới do bị MC yêu cầu Lúc đó cũng chẳng có cảm xúc gì lắm Ngồi trong nhà tắm Quỳnh Anh tưởng tượng nếu giờ cô đang tắm và anh bước vào Chào ơi cô không dám nghĩ tiếp Chắc cô sẽ chuyển sang nhà Yến Sống một thời gian mất Đột nhiên có bóng người Tráng lại ánh sáng ngoài cửa Quỳnh Anh giật thót mình Sau đó là tiếng gõ cửa Và giọng nói của Sơn Anh lại phải lên bệnh viện một chút Có thể đêm nay anh sẽ về Nếu em còn thức Quỳnh Anh nói vội Không sao nếu một quá anh cứ ngủ lại bệnh viện cũng được em muốn anh ngủ ở đó thật chứ chúng ta còn nhiều thời gian mà không gian trở nên im lặng cái bóng của sơn vẫn ở đó anh ta đang nghĩ gì thế nhỉ quỳnh anh không thể nào biết được điều đó nhưng chắc chắn anh ta là một kẻ không có não khi mà tối nay lại tiếp tục ngủ lại bệnh viện chắc cuối tuần anh sẽ rảnh thôi anh xin lỗi anh không thể sơn cố nói quỳnh anh mở cửa bước ra cô vẫn chưa tắm và chưa thay quần áo cũ sơn nhìn cô đầy ngạc nhiên anh đừng cảm thấy có lỗi gì cả cứu người là hơn hết bởi vậy người ta mới nói phụ nữ là sinh vật nguy hiểm nhất thế gian này khi mà lời nói hành động và suy nghĩ của họ chưa bao giờ ăn khớp với nhau sơn rời đi trông anh ta có vẻ hối hận nhiều quỳnh anh ngồi trên ghế cô tự đả thông tư tưởng của mình bằng cách nghĩ rằng có chồng hay không có chồng cũng vậy cả thôi cô vẫn là người tự do Vậy nên khi mà Yên nhắn tin rủ cô tới Amo, ở đó còn có xếp thắng và một cậu em của anh ta là cô đồng ý ngay tắp lự. Dù sao chồng cô cũng đi làm, không quan tâm gì tới cô ngoài cái công việc của anh ta thì cô cần gì về ở nhà và buồn khổ chứ. Quỳnh Anh đi tắm và sửa soạn quần áo, trang điểm. Với việc độc thân lâu, sống trong môi trường trẻ trung cho nên cô không đến nỗi khiến người ta vừa gặp đã nghĩ là gái giả. Quỳnh Anh xoay đi xoay lại vài vòng trong gương với chiếc váy body để chân toàn bộ phần vai tự cảm thấy hài lòng với mình lúc đến nơi mọi người đã uống được nửa chai rượu vừa nhìn thấy cô thắng đã huýt một hồi sáng rất dài anh ta khoác vai cô như mọi lần rồi giới thiệu với người đàn ông đang ngồi sâu trong bóng tối đây là quỳnh anh hoa khôi ở vòng anh còn đây là nguyên em họ anh mới từ american về đấy đó là tài tử là hạt mầm tốt nhất của dòng họ nhanh đấy à vẫn còn kém anh một chút. cả hội cười ồ lên. Quỳnh anh gật đầu chào người đàn ông đó. lúc này anh ta mới để lộ mặt dưới ánh sáng màu sắc của bà. đúng như Thắng nói, đây là một người đàn ông đẹp như tài tử, nhìn còn có phần hơi lai tây. anh ta cười với cô để lộ hàm răng trắng sáng. Quỳnh anh đẩy Thắng ra, cô nhíu mày. bây giờ em là người đã có chồng rồi, anh đừng có bạn đâu cũng khoác vai em thế. Thắng cười ha ha chỉ tay. <laughs> Xem con bé này này Có chồng rồi mà nó còn lớn giọng được ngay đấy Gì chứ lấy chồng rồi Nó phải khác chứ sếp Nào nào đến muộn thì phải phạt hai sợi Yến nhanh tay rót rượu Dầm cơ cốc đã để sán đá Đưa cho Quỳnh Anh Quỳnh Anh không từ chối Cô thành thục uống hết hai cốc rượu mà Yến rót Sau đó lòng khoe miệng Lướt nhìn Nguyên Bởi cô có cảm giác anh ta đang nhìn cô Và quả đúng là như vậy Tiểu lượng Quỳnh Anh tốt quá Em mà uống liên tiếp thế chắc ngất ra rồi Nguyên khen Thắng những mày Thằng này đừng có mà làm mất mặt dòng họ Riêng chú phải uống ba ly để thể hiện bản lĩnh Thôi 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 Anh cho em xin Em mà uống nữa tí không ai đỡ được em về đâu Có anh ở đây chú lo cái gì Thắng vừa nói vừa rót một cốc rượu Anh đưa cho Nguyên Nguyên chỉ đón lấy mà không uống à, mò đã quá quen mặt với hội Quỳnh Anh Trước kia cuối tuần nào cô cũng đến đây có đợt sinh nhật hoặc kỷ niệm gì đó, cô còn đến hàng ngày. Chủ quán này từng là người yêu cũ của Yến, sau giờ anh ta nhượng lại quán cho một người khác nhưng Yến vẫn tới. Yến không còn yêu anh ta, song cô vẫn yêu Amor. À Cái tên của nó cũng khiến người ta muốn yêu nó nhiều hơn. Anh ở bên Mỹ lâu chưa? Lần này về chơi à? Quỳnh Anh hỏi Nguyên. Nguyên cười, nhìn cốc rượu trên tay tôi vừa lấy được bằng thạc sĩ bên đó nên về luôn ơ à, sao không ở bên đó mà làm về đây làm gì lương ba cọc ba đồng bên đó cơm không ngon bằng ở nhà mà cũng buồn nữa nghe nói gái tây xinh lắm mà nguyên lắc đầu tỏa ra chán ngán sinh cũng không lại với gái việt bố tôi bảo là mình sinh ra ở đâu thì sẽ thuộc về nơi ấy tôi đi năm năm đến năm cuối cùng cũng ngộ ra được điều này Thắng cười ha hà đằng xa Anh ta đang nói chuyện với một cô gái nào đó Quỳnh Anh lắc đầu Gái Việt quyến rũ hơn gái Tây thật Hay chỉ là lời nói làm vui lòng người khác của bọn đàn ông Anh ấy mắc cái tính đó từ xưa rồi Nhưng được nhất là chuyện nói rồi để đấy Chẳng coi họ ra cái gì Nguyên giải thích Quỳnh Anh gật đầu Ngay đầu Thắng trước kia là một tay sát gái đấy Từ lúc lấy vợ vẫn chưa bỏ được Cái thói cợt nhà với phụ nữ nhưng nghĩ nhất anh ấy cũng là người trung thủy Thế cô đã lấy chồng rồi à? Yến sen vào ngồi giữa Nguyên và Quỳnh Anh Cô ta khoác vai hai người Làm ra vẻ như mình đã nghe hết cả câu chuyện từ nãy đi giờ Quỳnh Anh cố thoát ra Nhưng bàn tay Yến đã nắm chặt vai của cô Các cô các cậu ngồi yên trong bóng tối thủ thì tâm tình với nhau Không có kẻ độc thân này ra gì Nói cho mày biết nhá Hôm nay Nguyên được giới thiệu cho tao Cô chồng rồi thì tránh ra đi nhé yến nhìn quỳnh anh quỳnh anh cười đứng dậy làm điệu bộ mời mọc được mày thích thì cứ lấy đi tao nào dám nhạc đã lên rất lớn quỳnh anh bước ra sàn và lắc lơ theo điều nhạc hôm nay cô uống hơi nhiều rượu trong người đã có chút choáng choáng nhưng cô vẫn có thể đứng vững đây là cuộc sống lúc chưa chồng của cô và đến giờ nó vẫn chưa hề thay đổi quỳnh anh tự hỏi lấy chồng như thế này là thật sao Bất ngờ từ đằng sau Eo cô bị một bàn tay trượt đến Quỳnh Anh hơi quay lại nhìn Phát hiện ra đó là Nguyên Anh ta nhảy một cách bay bàn theo nhạc cùng với cô Anh ta đứng sát vào cô Quỳnh Anh tạc lưới nghĩ Hẳn là bên tay người ta sống như thế này Nguyên ghé môi vào mái tóc dày và dài của Quỳnh Anh Đôi mắt Quỳnh Anh nhắm vào khe khẽ Từ cơ thể của anh Cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính đầy quyến rũ Bàn tay của anh vút từ eo lên lưng cô rồi đứa lấy cái cổ của cô. Đẩy cô hơi ngả ra. Ở bên đó anh hay đi ba lắm à? <laughs> đó là cuộc sống của sinh viên ấy. Quỳnh Anh đẩy Nguyên ra. Hai người đứng nhảy solo. Tất cả giạt ra họ hết. Yến giờ cốc rượu lên đầy cao hứng. Quỳnh Anh không biết nhiều kỹ thuật nhảy nhót. Cô hay nhảy theo cảm hứng và nhạc. Nhưng do bộ váy và khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô ẩn hiện trong bóng tối. Cho nên cô vẫn rất quyến rũ. Nguyên nắm lấy tay cô kéo lại. Cô nằm gọn trong ngực anh. Khuôn mặt hai người gần sát nhau. Nguyên nhìn tận sâu vào linh hồn cô. Quỳnh Anh sợ hãi tránh đi. Xung quanh anh vẫn là tiếng hò reo của mọi người. Yên và Thắng nhảy vào cùng với hai người. Cả san nhảy náo loàn trở lại. Nhưng Nguyên và Quỳnh Anh đã không còn nhảy nữa. Hai người đứng nhìn nhau. Quỳnh Anh đi tới bàn, tự rót diệm nguyên đi tới từ sau anh đưa cốc rượu của mình đến bên cạnh cốc của cô quỳnh anh liếc rồi rót rượu vào cốc của anh cô thấy không thoải mái à quỳnh anh nhấp rượu nói không có tại trước giờ tôi chưa bao giờ gần đàn ông đến vậy nguyên ngạc nhiên chẳng phải cô đã có chồng rồi sao cũng như không thôi tôi có được phép biết tại sao không Quỳnh Anh cắn môi suy nghĩ Đột nhiên Nguyên đưa tay lên chạm lên cằm của cô Quỳnh Anh giật mình Nhìn anh như muốn hỏi Đừng cắn môi tôi sẽ không chịu nổi sự quyến rũ này đâu Quỳnh Anh buông cánh môi ra Trời đất Đây là người đàn ông rẻ mỏ nhất mà cô từng gặp Năm nay cô đã 30 tuổi Nhưng hành động của anh Ánh mắt của anh Cách đối xử của anh khiến cô như tan chảy Và nghĩ mình mới làm cô gái đôi mười Bên cạnh anh Cô thấy mình được nâng niu và trân trọng. Quỳnh Anh nghĩ đến Sơn. Cảm thấy ngoại ngoại hình ra thì hai con người này khác nhau một trời một vực. Một kẻ thì khô khan, một người là dịu dàng, lãng mạn quá đỗi. Quỳnh Anh thấy hối tiếc. Tại sao cô ta lại chấp nhận cười ảnh? Hẳn là hôm đó cô đã bị gạch rơi trúng đầu rồi. Quỳnh Anh hơi chuốin choáng. Cô ngồi xuống ôm chắn lắc đầu. Anh chưa có bạn gái sao? Tôi thích gái Việt. Mà tôi cũng mới về Việt Nam thôi Cô xem có ai không giới thiệu cho tôi đi Còn Yến kìa nó cũng ấy chồng bó ra rồi Mà nhìn cũng có đến nỗi nào đâu Nguyên nhìn Yến đang khoác vai thắng Đứng nhảy cùng những người khác Một tay khác cô ta còn cầm cốc rượu Uống rồi đưa lên mời mọi người Nguyên quay lại nhìn Quỳnh Anh Làm vẻ mặt như bất lực Cá tính mạnh quá Gái Tây cá tính cũng mạnh như vậy cho nên tôi mới thấy không hợp với mình Anh thích mẫu người như thế nào? Như Quỳnh Anh Quỳnh Anh đờ đến một lúc mới hiểu được ý của người đàn ông này Cô cười lớn che mặt Như tôi thì cũng ế dài ra mới lấy được chồng Anh biết sao không? Cá tính của tôi cũng mạnh đấy Nhưng cá tính của cô không nằm trong hành động Hay cách giải quyết những vấn đề đến với mình Cô rất khéo léo Cũng rất nữ tính Ý anh là sao? Anh đang tán tỉnh tôi đấy à? Nguyên bật cười Nhưng anh ta vẫn gật đầu <laughs> Không muộn đấy chứ Đừng như là đá muộn Tôi đã có chồng rồi Đó chính là một điểm quyến rũ nữa của cô Cô nói xem Nếu như cô không có chồng Thì cô sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đúng không? Nhưng giờ cô đã có chồng Việc vượt chướng ngại vật của tôi sẽ khó khăn hơn một chút Quỳnh Anh nhìn kỹ người đàn ông này anh ta chỉ vừa mới gặp cô một tiếng trước Cô nghe nghĩ ở bên Tây Ai cũng sống như vậy Anh trở về Và anh chưa kịp thích nghi cũng là điều dễ hiểu Nhưng khi Nguyên nói muốn tán tỉnh cô Rồi cô đã có chồng Bỗng nhiên cô không hiểu được anh ta đang nghĩ gì Một người như Nguyên có thể kiếm đồng cô gái khác Hơn cô gấp vạn lần Rồi sau đó thì sao Chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời Sẽ lấy nhau Hay là anh sẽ bỏ tôi để tìm một chướng ngài vật mới Nguyên vẽ vòng quanh trên miệng cốc Anh nhìn cô bằng một ánh nhìn đầy tình ý Vậy ra cô thực sự muốn là vợ của ai đó Khi mà cô bỏ chồng Và lại muốn lấy một người chồng mới Ý anh là sao Nguyên ghé sát lại cô Mùi hương nam tính từ anh lại lờn vờn Quanh cánh mũi Quỳnh anh phải ngước mắt lên nhìn Cả cơ thể anh choáng ngợp Bóng túi của cô Anh ghi thầm vào tay cô rằng Chúng ta rất giống nhau Đều sợ hôn nhân và chỉ muốn đùa vui một lúc Anh nhận ra điều đó trong em Nhận ra thế nào Nguyên bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh Anh Mọi thứ đột nhiên ngừng lại Tiếng nhạc, tiếng hò hét của con người Ánh đèn, ánh sáng Chỉ còn lại nụ hôn đó Quỳnh Anh cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập Cô tưởng rằng mình đang sắp chết Bởi cô nhận ra mình đang làm một chuyện tài trời Cô đang hôn người đàn ông khác Mà người đó không phải là chồng mình Sơn vừa xong việc Anh đang sửa soạn để chuẩn bị về nhà Lúc này đã là 2 giờ sáng Chắc Quỳnh Anh đã ngủ Nhưng hôm nay anh không thể ngủ lại Ở bệnh viện được nữa Rõ ràng cô ấy đã tức giận Về chuyện đêm tân hôn Chỉ là không muốn để lộ cho anh biết Anh nên tôn trọng cô ấy Sơn ngẩng đầu lên Thấy Thảo đang đứng ở đó Đút tay vào hai bên áo blue Nhìn anh mỉm cười Đi ăn đêm chứ Sơn nhìn đồng hồ Anh lắc đầu Ừ, chắc không được đêm nay tớ phải về sớm vụ hoa hướng dương thế nào cô ấy có thích không xuân thở dài lắc đầu không thích lắm vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng thẳng bước đến sắp xếp lại bàn làm việc cho sơn sơn như không phản ứng gì việc này được diễn ra thường xuyên vì hai người từng học trung trường cũng được gọi là thân thiết anh lại chưa có vợ cuộc sống có phần bừa bộn nên cô hay quan tâm đến anh như một sự giúp đỡ cậu không biết chứ nếu tớ mà bị bỏ rơi trong đêm thân hôn tớ cũng sẽ giận chồng tớ thậm chí tớ sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn đến mức đó cơ nên giờ cậu phải nhanh chóng về nhà mà bù đắp cho cô ấy đi Sơn lập tức đứng dậy cởi áo blue nhét vào tay thảo anh ta nháy mắt ngày mai tớ nghỉ cả ngày không có ca nào quá khó thì đừng gọi tớ nhé Sơn vội vàng chạy đi Thảo đứng nhìn theo anh mỉm cười Cô phát hiện ra anh để quên điện thoại trên bàn Vội cầm lấy rồi đuổi theo Nhưng đi đến nửa đường Có một cuộc điện thoại gọi đến Số lạ Thảo không để nghe máy Cô nhìn quanh Sơn đã đi mất Mà người đó vẫn gọi Cuối cùng cô đành phải nút nghe Xin lỗi anh Sơn không có ở đây Đầu dây bên kia Vang lên một tiếng thở Sau đó là tiếng ngắt máy cái bụp Thảo ngơ ngác nhìn điện thoại không biết mình đã nói gì sai Quỳnh Anh ngồi bó gối trên giường Nhìn điện thoại bằng một vẻ trống giống Anh ta không hề coi cô là vợ Anh ta thậm chí còn không tới bệnh viện Mà ở bên một người con gái khác Cũng dễ hiểu thôi Giữa cô và Sơn làm gì có tí tình cảm gì Kết hôn là do bố mẹ cô muốn như thế Cô lại là một gái già 30 Anh ta lấy cô về Để hoàn thành nghĩa vụ hôn nhân Của một người con trai báo hiếu bố mẹ Khoảng nửa tiếng sau ở bên ngoài có tiếng mở cửa Quỳnh Anh vẫn chưa ngủ Nhưng cô giả vờ là đã ngủ rồi Cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này Cũng không có ý định xem trở nên thân thiết với anh ta Hai người nên sống cuộc sống riêng tư của mình Như đã hứa hẹn ban đầu Điện phòng được bật lên Quỳnh Anh nghe thấy tiếng bước chân Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chắc là muộn lắm rồi Xuân về giờ này chắc là do thấy con lỗi Khi để người tình nghe điện thoại của cô Em ngủ chưa? Phần nệm bên cạnh cô hơi lún xuống Theo đó là một câu hỏi của Sơn Quỳnh Anh nín thở Hốt hoảng nghĩ Anh ta sẽ ngủ ở đây sao? Quỳnh Anh im lặng Đèn điện lại tắt đi Sau đó cả người cô bị Sơn kéo vào lòng Khoảng cách này quá gần Nhưng anh chỉ dừng lại ở đó Anh đặt nhẹ cầm mình lên đầu cô Để cố định không cho cô chạy thoát Trong bóng tối Quỳnh Anh mở mắt nhìn Trước mặt cô là khuôn ngực của anh Cô cảm thấy hơi khó thở Nhưng lại không dám cởi quậy Sợ rằng anh sẽ phát hiện Hình như cuộc đời cô luôn phải gần gũi Với những người đàn ông Chỉ vừa mới gặp có vài lần Anh biết em chưa ngủ Quỳnh Anh vẫn im lặng Anh ta biết thì sao Anh ta sẽ làm gì cô Anh cũng biết em chưa sẵn sàng Chúng ta đều chưa sẵn sàng Anh nghĩ Ta cần có thêm nhiều thời gian Người con gái đó là ai Quỳnh Anh hỏi Sơn hơi nới lỏng vòng tay Anh cúi xuống nhìn cô trong bóng tối Sao cơ? Vừa rồi em gọi điện cho anh Người đó đã nghe điện thoại Vậy sao? Anh để quên điện thoại bệnh viện Có lẽ là Thảo đã nghe Thảo là ai? Một người bạn thời đại học Hiện đang là đồng nghiệp Cô ấy Cô ấy có chồng rồi Em đừng có lo Quỳnh Anh hơi chảnh lòng anh nói như thế là đang giải thích vậy Anh nghĩ cô ghen sao Cô chẳng quan tâm lắm Cô chỉ thấy mình sẽ không được tôn trọng Nếu như hai người đứa cưới nhau rồi Mà anh ta lừa dối cô Nếu anh có tình nhân Thì anh có thể thẳng thắn nói Cô hoàn toàn có thể thông cảm Ca Cả phẫu thuật có thành công không? Quỳnh cô anh nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Sơn Hình như anh đã ngủ Em không có điều gì khác muốn nói à? Cái gì đó thú vị hơn anh đã chán ngấy khi phải nói về công việc của mình rồi Quỳnh Anh dịch người ra Cô thấy hơi nóng khi anh cứ ôm chặt như thế này Và cô cũng không thấy thoải mái nữa Cô vẫn ngại anh Hôm nay em đã nghĩ Anh không có hứng thú gì với em So với bệnh nhân của anh Em nghĩ em đã già Và không có chút nào quyến rũ được một người đàn ông như anh nữa Sơn cười nhẹ Đặt tay lên má cô Chúng ta gặp nhau còn chưa đến 10 lần mà Em đã tiếp tục tham gia bữa tiệc của bạn bè Uống rượu Gặp gỡ những người đàn ông khác Em cảm thấy giữa em và họ Còn gần gũi hơn em với anh nữa Em đang thú tội đi à Một cách thú tội thông minh đấy Nghe lời sơn đùa mà Quỳnh Anh không thấy buồn cười Cô ngồi dậy Tựa lưng vào thành giường Giờ chúng ta ngủ chung một giường Cứ gọi hôm nay là đêm tân hôn đi Em chợt hiểu ra Gần gũi với một người đàn ông thật sự khó khăn Và chính vì cái tính khó gần này của em Mà bao nhiêu năm qua Em vẫn không tìm được một ai đó thích hợp cho mình Lần này thì đến sơn im lặng Anh chỉ đang suy nghĩ một chút Bao nhiêu năm quá gần gũi với những bệnh nhân im lặng Đối diện với máu thịt Tâm lý của anh trở nên trai lì đến mức Lạnh tanh Và mất cảm giác với những thứ gì đó Đến tình cảm Anh không hiểu được phụ nữ Sinh vật luôn dùng tình cảm để hành động cho nên bây giờ anh cũng không hiểu được ý của quỳnh anh nhưng rồi quỳnh anh không nói gì nữa cả cô nằm xuống và yên lành ngủ đi hôm nay anh đã về sớm hơn và cũng đã chia sẻ với cô một chút cô sẽ suy nghĩ đến chuyện có nên coi anh là một người chồng của mình hay không hôm sau sơn được nghỉ hai người quyết định sẽ về bên ngoại gọi là lại mặt bố mẹ cô rất vui đặc biệt là mẹ khi mà cuối cùng cô cũng tìm được một tấm chồng cho mình Bố mẹ Sơn và bố mẹ của Quỳnh Anh được giới thiệu qua một bà mai mối. Hai bố mẹ gặp mặt nhau trước, nói chuyện, rồi tự ý quyết định ngày giờ kết hôn cho cả hai. Ai nghe xong chuyện này cũng không tin là lễ cưới có thể thực hiện dưới sự đồng ý của hai đứa con trước đó từng nhất quyết không lập gia đình. Lại đây, lại đây, để mẹ cho con xem mấy cái ảnh hồi bé của Quỳnh Anh. Sơn đi tới chú mẹ vợ, nhận lấy xếp ảnh từ hồi bé của cô. Quỳnh Anh lúc bé bù bấm hơn bây giờ Giống con trai hơn nữa Mẹ chỉ vào một tấm ảnh Quỳnh Anh đứng chụp cùng các bạn nam vào năm lớp 5 Lúc đó cô vẫn để tóc Mỹ Linh Bà nói Bố con vẫn muốn đào tạo Quỳnh Anh là một đứa con trai Nên giờ nó gần giống một thằng con trai luôn <laughs> Con thấy bây giờ cô ấy nữ tính đi chứ à? Dậy thì đến con bé phát hiện ra mình không thể Cứ hùng hục như cái lũ con trai thu lỗ kia được Nó thay đổi từ đấy đấy nhưng bây giờ vẫn còn sót lại một chút cá tính của bọn con trai Cứ nhìn việc nó nhất quyết không lấy chồng Vì cho rằng đàn ông thời nay Cũng chẳng khác đàn bà là bao nhiêu Là biết đấy Có con không mẹ Sơn liếc Quỳnh Anh nói đùa Mẹ đầy vai Sơn cười giòn giã Có con thì nó đã không đồng ý cưới rồi Cả gia đình dùng bữa cơm rất vui vẻ Sơn được nghe kể những chuyện hồi bé của vợ mình Anh chăm chú nghe Với vẻ thích thú trên đường trở về nhà Sơn có nói với Quỳnh Anh rằng Nếu anh gặp em sớm hơn Thì anh đã không độc thân tới bây giờ <laughs> Em rất thú vị Qua lời kể của mẹ em thì vậy thôi Em bình thường lắm Thế mấy người đàn ông đến hỏi cưới em Theo lời mẹ em là sai sao Em phải có gì đó thì họ mới theo đuổi em chứ À có Đó là cái em giống họ Ý như nhau thôi Hai người cùng vui vẻ Quỳnh Anh nhìn thấy trên xe của Sơn có một tấm ảnh của một người con gái trẻ Anh đặt trên quyển sổ Trong cái học cần số Chắc chắn đó không phải là mẹ anh Nhưng Quỳnh Anh không hỏi Có những chuyện riêng tư nếu hỏi Thì sẽ gợi lại cho ai đó một nỗi buồn Mà Quỳnh Anh thì cảm thấy Giữa cô và anh vẫn chưa đủ sự thân thiết Để khiến nhau phải buồn Đột nhiên chiếc xe dừng đột ngột Dù đã thắt dây an toàn Nhưng Quỳnh Anh vẫn lao người về phía trước Sơn nhanh chóng đưa tay ra chắn trước người cô Tay còn lại của anh giữ thật chặt vô lăng Khi mọi thứ đã im lìm Quỳ Anh và Sơn mới kịp nhìn phía trước Cách chiếc xe khoảng một mét Là một cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh Quỳ Anh phát hiện ra đó là cô gái trừng tâm ảnh Sơn nhíu mày Anh vội vàng mở cửa Quỳnh Anh cũng xuống theo Sơn nâng đầu cô gái đó dậy Hình như chân cô đã gáy Trên trán cô có dỉ một chút máu Sơn làm vài thao tác sơ cứu đơn giản cho cô gái ấy Khuôn mặt lạnh tanh như một bác sĩ lúc phẫu thuật Từ đầu đến cuối anh không nói gì Không nặng quá chứ Em biết ở gần đây có một bệnh viện Hai người đưa cô gái ấy đến bệnh viện Trong lúc chờ đợi họ làm thủ tục với công an về vụ tai nạn Quỳnh Anh cảm thấy hơi tò mò Tại sao Sơn không giải thích gì với cô Ít nhất thì cô cũng biết cô ấy là người có liên quan đến anh Quỳnh Anh đi tới gần công an và Sơn Cô chợt nghe thấy Sơn nói Cô là bạn gái cũ của tôi bạn gái cũ nhưng hình như anh vẫn còn tình cảm Bởi vì anh vẫn còn giữ ảnh của cô ấy cuối Anh nhìn vào phòng cấp cứu đang nóng chặt cửa Tự nhiên cảm thấy tội lỗi Chắc chắn vì Sơn đã lấy cho cô Nên cô mới lao vào xe của anh tự tử Quá khứ của anh còn nhiều điều cô chưa biết Và cuộc sống riêng tư của anh nữa Nó như một ẩn số đối với cô vậy Bên cạnh anh có bao nhiêu người con gái Ai là người yêu anh Và ai là người anh yêu Cô không biết cô cũng không biết anh thích gì ghét gì không biết công việc của anh thật sự như thế nào vậy mà anh lại là chồng của cô một lúc sau bố mẹ của cô gái tới họ nhìn sơn bằng một ánh mắt căm hận ngay lập tức bố cô gái lao vào túm lấy áo sơn tưởng như ông ta muốn giết anh ngay lúc đó tất cả là tại mày tại mày mà con bé đã ra nông nỗi này sơn im lặng anh để yên cho bố cô gái giày vò mẹ cô ta cũng chạy tới đập tay vào lưng anh trời ơi sao con gái tôi lại yêu phải cậu sao cậu tàn nhẫn thế hả à, cậu sơn cậu không nên làm thế với nó cậu đã cướp đi cả cuộc đời nó cháu xin lỗi tất cả là tài cháu sơn cúi đầu thành khẩn bố cô gái dáng một cú đấm xuống ông còn định đánh anh nữa nhưng mẹ cô gái đã ngăn cản sơn không phản ứng gì anh chấp nhận bị đánh khung cảnh trở nên hỗn loạn, mọi người trong bệnh viện đứng túm lại sầm sì. Quỳnh Anh đứng từ xa quan sát, cô không biết mình có nên xen vào hay không. Đó là chuyện của gia đình họ, là chuyện giữa anh và cô gái ấy. Cô không hiểu gì nên không biết tham gia như thế nào. Đột nhiên Sơn quay ra nhìn Quỳnh Anh, sau đó anh chỉ tay về phía cô và nói dõng ràng như tuyên bố: "Cô là vợ của cháu." Tất cả hướng nhìn đổ về phía Quỳnh Anh. Chẳng lẽ đây là cách để cô tham gia chuyện riêng giữa họ Quỳnh Anh chợt trở nên lúng túng Cô là vợ anh thì đúng Nhưng chỉ trên danh nghĩa Hai người lấy nhau đâu phải vì yêu nhau Đáng ra anh nên lờ cô đi trong chuyện này Mẹ cô gái nhìn cô Che miệng khóc nấc Bố cô thì buông cổ áo sơn ra Khuôn mặt thẫn thờ tuyệt vọng Quỳnh Anh không còn cách nào khác là bước đến Gật đầu chào lý phép với hai người Nếu như cô bị đánh tay anh Thì ô cũng là do lỗi của cô bởi vì cô cho nên con gái họ mới lao đầu vào xe tự tử Cái nhà nó vẫn nuôi ảo mộng với cậu Có thể vì chuyện này cho nên nó Bà mẹ nói Tất cả đều im lặng Không ai muốn nói thêm điều gì Sơn chợt nắm lấy tay Quỳnh Anh Cô hơi giật mình đình trốn tránh rụt ra theo phản xạ Nhưng Sơn lại nắm chặt hơn nữa Anh ghé vào tay cô nói nhỏ Chỉ lần này thôi Quỳnh Anh cảm thấy chồng mình chưa quên được cô ta cho nên cô muốn chạy trốn Nhưng cô không hiểu lý do vì sao Mà anh phải tuyệt tình với nhà đến vậy Anh vẫn còn giữ hình ảnh của cô ấy trên xe Cô ấy yêu anh không tiếc cả sinh mệnh Tại sao kết quả của hai người lại là đau khổ Cậu không nên xuất hiện trước mặt nó nữa Bây giờ cậu có thể về được rồi Ông bố nói bằng một giọng kiên quyết Nó sẽ lại đòi chết nếu như lại thấy cậu Tôi xin lỗi việc con gái tôi Luôn gây phiền phức cho cậu Tôi cũng xin lỗi việc vừa rồi đánh cậu Không sao Cháu hiểu được sự tức giận của bác Từ giờ cậu đi đâu hãy cẩn thận một chút Có thể con bé vẫn đang ngầm theo dõi cuộc sống của cậu đấy Vâng Cháu sẽ để ý ạ Hai người chào bố mẹ của Nhàn rồi ra về Trước khi về Sơn có trả tiền viện phí để điều trị cho Nhàn Sơn không nói lại với bố mẹ của cô ấy Nhưng anh nghĩ là họ sẽ tự hiểu được trên đường trở về Sơn vẫn không giải thích gì với Quỳnh Anh Cô không hiểu tại sao anh lại im lặng với cô Trong khi cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh Anh không muốn chia sẻ với cô hay sao Quỳnh Anh nhìn ra quang cảnh bên ngoài Những hàng cây đang lùi về phía sau Cô thật sự không hiểu mình sẽ phải đón nhận những chuyện gì từ anh nữa Tận đến khi về nhà Sơn mới ngồi xuống ghế Nhìn cô một cách nghiêm túc và nói Vừa rồi anh không muốn sao láng việc lái xe cho nên mới im lặng anh đang giải thích với cô Quỳnh Anh ngồi xuống chờ đợi Cô là bạn gái cũ của anh Em biết trên xe của anh có ảnh Tại sao em không hỏi Anh cứ chờ em hỏi À Hình như anh đang giận dỗi Vì cô không đòi hỏi anh giải thích sao Chắc anh không biết tính cô luôn im lặng Trước những sự tò mò Cô thả không biết Còn hơn để người khác nghĩ mình đang khá quan tâm Với cuộc sống của họ Em nên hỏi anh ngay từ khi thấy bức ảnh Bởi vì anh không hiểu được phụ nữ thế nào Đa phần họ đều không thích nghe kể về người yêu cũ của chồng Anh chỉ muốn gợi lên sự tò mò trong em Vậy à? Anh muốn em hỏi gì bây giờ? Những thắc mắc trong em là quá nhiều Sơn im lặng Anh đang tìm từ ngữ để giải thích cho cô hiểu Nhàn không được bình thường cho lắm Từ sau khi chia tay cúi gần như rơi vào trầm cảm nhẹ tại sao anh còn giữ ảnh của cô ấy không phải là do anh muốn vậy bố mẹ nhàn đã xin anh giữ lại tất cả kỳ vật của cô ấy nếu anh đem trả thì cô ấy sẽ tuyệt vọng đến mức tự tử như hôm nay cô ấy đã biết anh lấy em anh rời bỏ cô ấy vì điều gì vì anh không thể toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy em biết công việc của anh mà không là do anh không yêu cô ấy không đủ tình yêu để hy sinh vì cô ấy thôi quỳnh anh lắc đầu cô đứng dậy cô không có ý định sẽ nghe anh giải thích thêm một điều gì nữa sơn vốn là người không có trái tim vì anh ấy luôn sống trong công việc tức công việc luôn cần sự tỉnh táo để giải quyết chứ không phải là giải quyết bằng cảm tính anh không hiểu gì về tình yêu không hiểu gì về trái tim của phụ nữ quỳnh anh nhận ra biết đâu một ngày nào đó người lao đầu và xe anh sẽ lại là cô em đi đâu vậy sơn giữ tay cô lại Quỳnh Anh gạt tay anh ra Đáp lại giáo hoành Ra ngoài Tại sao em phải giận anh Đó là chuyện của quá khứ Em không giận anh Em chỉ bị sốc khi vừa chứng kiến một người tự tử với chồng mình Sơn thở dài Anh gật đầu Anh hy vọng em sẽ bình tĩnh lại Chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau Quỳnh Anh không nói thêm gì nữa Cô đi tới lấy túi sách và bỏ ra ngoài Khi cánh cửa đóng sập lại Sơn mới nhận ra sống chung với người xa lạ và để người ta hiểu con người quá khứ của mình là một điều quá khó quỳnh anh không định tìm ai để nói chuyện này cô lái xe đi lòng vòng thành phố cứ đi vô định chẳng biết sẽ đi về đâu quỳnh anh có cảm giác cuộc đời của cô giờ cũng sẽ trôi đi vô định như thế cô thấy e ngại về quá khứ của sơn về những chuyện dây dưa làng nhàng của anh với những người con gái khác cô không thể là vợ anh khi còn có quá nhiều chuyện chưa giải quyết nếu như ly hôn Thì cũng phải chờ đến 6 tháng nữa mới được giải quyết Cô biết Sơn cũng chưa thể có tình cảm với cô Cả hai người đang cố gắng làm điều đó Năm nay cô đã 30 tuổi Những mộng mơ thiếu nữ đã dần cạn kiệt Với tình yêu Cô chỉ mong cầu sự trung thực Cô nhanh vô tình đi xuống hầm gửi xe Của một trung tâm thương mại Đây là nơi mà cô hay mua sắm Cô đi xuống đây như một thói quen Chứ không hề có ý định sẽ mua gì ở trong này Lúc xuống xe Quỳnh Anh loay hoay lấy cái túi sách Một ai đó đặt lên tay Lên vai khiến cô hơi dần mình Đó là Nguyên Ban đầu cô có hơi ngờ ngợ Nhưng khi nhìn thấy nụ cười với hàm răng trắng sáng Và giọng nói ấy Cô liền chắc chắn đó chính là anh ta Chào Quỳnh Anh Trùng hợp quá nhỉ Nguyên nhìn Quỳnh Anh Hình như tâm trạng cô không được tốt Lần nào gặp trông cô ta cũng có vẻ buồn buồn Vì chuyện lấy chồng hay sao Nguyên được nghe anh Bình kể cô gái này từng theo chủ nghĩa độc thân Nhưng chẳng hiểu sao đùng một cái cô thật là quyết định lấy chồng Quỳnh Anh cười gượng Chào Làm gì ở trong này vậy? À em đi mua mấy cái váy thôi Vậy hả? Anh đang tính đi mua mấy cái váy cho chị gái Em chọn hộ anh nhé Quỳnh Anh không có cách nào từ chối Cô không nghĩ rằng mọi chuyện là trùng hợp đến vậy nếu có thì cũng là anh ta cố tình biện ra chi tiết mua váy cho chị gái đấy thôi Hai người đi vào một showroom của hãng thời trang mà cô yêu thích Vì chưa sinh nở lần nào Nên Quỳnh Anh vẫn giữ được vóc dáng thon thả như thời con gái Sao như người mẫu thế này Mặc cái gì cũng chuẩn hết Nguyên khen không hề ngừng miệng Cô nhân viên đứng bên cạnh tồm tìm cười Anh là bạn trai của chị à Em đoán xem Nguyên lửa một chiếc váy nữa nhìn qua rồi ướm lên người của quỳnh anh hẳn rồi trông hai người đẹp đôi quá thật à nếu như anh bảo không phải thì còn đẹp đôi không quỳnh anh chép miệng lấy cái váy từ tay nguyên đừng trêu em nó nữa tôi thấy hai người đẹp đôi đấy cả cô nhân viên và nguyên bật cười quỳnh anh đi vào trong phòng thử đồ nguyên lửa thêm vài chiếc váy nữa đặt lên tay anh còn đi tới quầy hàng lấy hết mấy cái váy mà quỳnh anh vừa thử rồi đưa cho cô nhân viên bảo Gói hết lại cho anh nhé Sao không đợi chị thử xong chiếc kia đã Nguyên nháy mắt Đưa thẻ thanh toán cho cô gái Cô ấy sẽ không chịu đánh trả hết đâu Nhân viên như hiểu ra Cười tủm tỉm Cô gái nhanh nhẹn đem đống quần áo Vừa mới thử tới quầy thanh toán Quỳnh Anh đi ra ngắm nghía Một chiếc váy hơi thoáng Nguyên đi tới từ đằng sau Anh chạm khái vào lưng cô Rồi vút nhẹ từ sống lưng lên cổ khiến Quỳnh Anh gai người Cô đứng lùi ra xa nhíu mày Đừng gần gũi quá thế Nguyên dự người vào tường Khoanh tay lại nhìn cô từ trên xuống dưới Ánh mắt rất thài lòng Em rất đẹp Phải nói là như vậy Anh hiểu được tại sao em không muốn lấy chồng Vì trong mắt em Không có ai hơn em cả Anh thì hiểu cái gì mà cứ nói lung tung Quỳnh Anh định đi vào trong phòng thay cái váy ra Thì Nguyên kéo cô lại anh vòng tay qua người cô, để cô tựa vào lòng anh. Cả hai người nhìn giống như một đôi tình nhân trong tư thế này. Quỳnh Anh đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng tay ấn cô trở lại. Anh đang quấy rối tôi đấy. Quỳnh Anh hơi tức giận, người đàn ông này luôn có những hành động hơi quá giới hạn so với mối quan hệ của hai người. Ban đầu, cô có thể thông cảm vì anh sống ở bên Mỹ một thời gian dài. Nhưng cô không thể để anh cứ làm như thế với cô mãi được. Nguyên cười thả cô ra. Lúc giận dữ trông em cũng xinh nữa <laughs> Quỳnh Anh không nói gì Vứt lại cho anh ta một cái lườm rồi đi vào tay đồ Cuối cùng Quỳnh Anh không mua được chiếc váy nào cả Nhưng tất cả đồ vừa rồi cô thử Thì Nguyên đều mua Anh ta cũng thật thừa tiền Khi tặng cho chị gái từng ấy thứ Nhưng thôi Phụ nữ thì có bao giờ đủ quần áo mặc đâu Tặng em hết đấy Ra khỏi cửa hàng Nguyên bất ngờ dơ đống đồ về phía cô và cười rất tươi Em không nhận đâu Sao thế Anh thấy mặc đẹp mà Cho nên em mới mua Không có ý gì đâu Nhưng em không thể nhận được Cuộc đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu Đúng không <laughs> Em đà nghi quá Đúng là Anh đang có ý định để tán tỉnh em Nhưng tặng quà phụ nữ là sở thích của anh Sao anh không đem về tặng chị gái anh Chị gái anh không cần anh tặng em cũng không cần. Em cứng đầu quá, em cứ nhận cho anh vui được không? Nguyên cầm tay cô lên, đặt mấy cái túi đồ vào tay cô. Em đừng nói là em có chồng rồi thì không được nhận quà của người đàn ông khác nhé. Ngay đến từ chồng khiến Quỳnh Anh là khó chịu. Cô không suy nghĩ gì nữa mà cầm luôn mấy cái túi. Thì đã sao chứ, anh ta là chồng cô, nhưng cả hai không hề yêu nhau. Cô và anh cũng đã nói sẽ sống cuộc sống của riêng mình ngay từ đầu đấy thôi. Em có muốn đi ăn chút gì đó không? Cũng được, tôi hơi đói rồi Cứ ngoan ngoãn như thế có phải đáng yêu hơn không? Nguyên véo nhẹ và má cô như chiêu chồng một đứa trẻ Quỳnh Anh cúi đầu để che đi sự ngại ngùng Anh ta không biết cô đã 30 tuổi rồi sao? Thật sự 30 chưa phải là già Nhưng đã quá lâu rồi không có ai làm những điều này với cô Hoặc là cô không có hứng thú để đón nhận nó từ một người đàn ông nào cả Khi Nguyên tảng váy, hay tỏ ra thân thiện quá mức Hay công khai tỏ tình Mọi thứ khiến cô như phải ngừng lại Anh không giống đàn ông Việt Nam Anh mạnh mẽ, mãnh liệt Và không che giấu bản thân Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cô cảm thấy anh Hơn chồng mình rồi Sơn ngồi đợi Quỳnh Anh như không kịp Dù đã sẵn thảo đừng gọi điện cho anh Nhưng cô ấy vẫn bất chấp gọi Lại là một ca cấp cứu Sơn thở dài nhìn đồng hồ Vợ anh chưa về nhà và giờ là 10 giờ tối Vì sự xa cách giữa hai người Mà anh không muốn gọi điện thoại cho cô Anh sợ cô nghĩ Anh đang quản thúc cô Cuối cùng Sơn chỉ nhắn cho Quỳnh Anh một tin rằng Anh phải tới bệnh viện Em ngủ trước đi nhé Sơn không biết Phải đến gần Quỳnh Anh như thế nào nữa Trái tim cô ấy ở quá xa anh Anh đã rất cố gắng Nhưng vừa mới ra tới cửa Sơn thấy Quỳnh Anh đang được một người đàn ông dìu xuống từ xe của cô Quỳnh Anh vừa xuống xe đã loạn troạn chạy ra bồn cây gần đó nôn tốc nôn tháo. Người đàn ông đi bên cạnh đỡ lấy eo cô, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng. Xuân không hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì. Nhưng cảnh tượng này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đã quên đi mất ca cấp cứu đơn chờ mình, nắm chặt tay lại và bước về phía họ. Anh là ai? Xuân tới gạt tay của Nguyên ra. Anh nhìn Nguyên đầy hằn học Nguyên không lúng túng Anh ta cười lớn với Sơn như thể Đã lường trước được chuyện này Tôi là bạn của vợ anh Sơn hơi bất ngờ khi nghe Nguyên biết Anh là chồng của Quỳnh Anh Quỳnh Anh ngẩng đầu lên nhìn Sơn Cô cười nhàn một cái rồi loàng choàng bước về phía anh <laughs> Chồng tôi đây rồi May quá Anh ấy vẫn chưa đi mổ người Sơn đỡ lấy Quỳnh Anh Cả người cô nhũn ra Và không còn chút sức lực để trù vững Tại sao cô phải uống say thế này Và để một người đàn ông đưa về nhà Hơn hết Anh ta còn rất đẹp trai Cử chỉ còn rất thân thiết với Quỳnh Anh Cô muốn trêu tức anh hay sao Để anh đỡ em vào nhà Xuân ngẩng đầu nói Cảm ơn anh Chồng tôi cảm ơn anh đấy <laughs> Chồng tôi cảm ơn người đang tán tỉnh tôi đấy Quỳnh Anh chỉ tay cười cười Nguyên bật cười Anh lắc đầu rồi nói với Sơn nhưng chẳng hề để ý đến câu nói của Quỳnh Anh. Tôi về đây, hôm nay cô ấy uống rất nhiều đấy." Nói rồi Sơn trở về, anh ta không đi xe, bước rất tự tin trong đêm. Sơn nhìn theo anh ta, thở hắt một cái rồi quay người dìu Quỳnh Anh. Quỳnh Anh lăn ra ghế sofa, lèm bèm mấy câu gì đó mà anh ta không nghe rõ. Điện thoại của Sơn cứ rung lên từng hồi trong túi. Lúc này anh mới nhớ ra anh đang có một ca cấp cứu. Sơn ra ngoài gọi điện lại cho thảo trên điện thoại thảo như đang trách anh vì không nghe điện của cô tớ xin lỗi vợ tớ say quá cậu sao thế bình thường cậu có vì ai say mà bỏ qua công việc đâu bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch nếu cậu không đến kịp không còn ai ngoài tớ chắc bệnh viện nhiều người như thế cơ mà hay nhở bây giờ cậu lại muốn trốn tranh công việc à Cậu quên là việc của cậu được chỉ định à? Chúng ta không có quyền lựa chọn người khác. Sơn cúp máy, anh quay lại nhìn Quỳnh Anh. Không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Sơn đi đi lại lại một hồi, anh bước tới nhìn Quỳnh Anh đang ngủ say. Anh chưa bao giờ phải suy nghĩ giữa việc cứu người và việc bỏ rơi một ai đó. Anh luôn nghĩ cứu người quan trọng hơn tất thảy. Nhưng tại sao bây giờ anh lại lưỡng lự? Sơn nâng Quỳnh Anh dậy. Anh với tay lấy cái áo khoác của mình choảng lên cho cô Hy vọng là cô ấy thấy ổn khi tới bệnh viện Anh không còn cách nào khác Chỉ có đưa cô tới bệnh viện cùng thì anh mới yên tâm Khi anh bế theo Quỳnh Anh đến bệnh viện Mấy người đồng nghiệp và cấp dưới nhìn anh như thể anh là sinh vật lạ lùng nào đó Xuân không nói gì Anh nhanh chóng bế Quỳnh Anh vào phòng của mình Rồi nhờ một cô y tá giúp cô ấy giải diệu Ngay sau đó anh phải cùng Thảo vào phòng cấp cứu ngay Thảo nhìn anh tủm tỉm cười Xuân chặn lời cô bằng một câu nói Đừng hỏi gì tới trong lúc này Cứu người quan trọng hơn Nhưng vợ thì vẫn không được vụ Phải không Sơn im lặng Đẩy cửa phòng cấp cứu. Cậu thay rồi rồi đánh Sơn ạ Quỳnh Anh tỉnh dậy với cái đầu nặng như bố tạ Và một căn phòng lạ hoắc Đây là đâu nhỉ Quân Anh nhìn xung quanh Thấy gần đó là một cái áo blue trắng của bác sĩ Một bàn làm việc có đề trưởng khoa Trần Thái Sơn. Lúc này Quỳnh Anh mới nhận ra đây là phòng làm việc của Sơn. Nhưng sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ đêm qua sau khi uống rượu với Nguyên xong, cô đã tự đi tới đây tìm anh sao? Quỳnh Anh hốt hoảng, lấy tay che miệng nhưng ngăn không để mình thốt ra. Trời đất ơi, nếu đúng là như thế thì đây là chuyện sống hổ nhất trên đời mà cô làm. Quỳnh Anh vội vàng sỏ dày. Cô mở cửa hé hé nhìn ra bên ngoài xem có ai hay không không phải chỉ có một người Mà là rất nhiều người Nhưng dù sao vẫn không có sơn Quỳnh Anh nghĩ mình cần phải thoát khỏi nơi đây Này kia có phải vợ cậu không Sơn đang đứng nói chuyện với một vài bác sĩ Thì tảng huyết tay anh hỏi Tất cả cùng quay ra nhìn cô gái Với mái tóc rối tung Nhìn ngang ngón dọc Chạy từ phòng làm việc của anh ra Xin lỗi nhé Sơn gật đầu với vài người rồi mới rời đi Thảo cùng mấy người khác ổ lên với nhau họ chưa bao giờ thấy bác sĩ sơn lạnh lùng lại phải bận rộn với một cô gái thay vì bệnh nhân như thế này quỳnh anh cố gắng chạy thật nhanh khỏi đây bởi những ánh mắt đổ vào cô ngày càng nhiều hình như họ biết cô là ai chẳng lẽ đêm qua trong cơn say cô đã làm điều tệ hại đến mức khiến cả bệnh viện này biết đến mình hay sao điện thoại đổ chuông khiến quỳnh anh phải đi chậm lại là thắng gọi thôi chết rồi quỳnh anh hốt hoảng dừng lại nghe điện thoại của sếp Em xin lỗi, hôm nay em ngủ quên mất Giờ em sẽ đến công ty ngay đây Thắng cười trong điện thoại Trông có vẻ như không có chuyện gì Anh thì không sao đâu Mà các nhân viên luôn bị em đòi bài Giờ đang kêu trời đất lên đây này Quỳnh Anh mắt tay lên chán Cô thở dài Cũng tại em say quá Em sẽ đến ngay bây giờ đây Không sao, anh bảo em ốm rồi thì, thì anh còn gọi cho em làm gì nhớ em thì gọi không được à mà anh biết hôm qua em đi vai đấy nhá với ai thì đã sao anh quản em đấy à anh lo cho thằng em của anh thôi quỳnh anh cười em ăn thịt cậu em quý hóa của anh chắc ừ nhưng mà nhắc nhở cho em biết ăn thịt nó không dễ đâu hồi còn ở mỹ nó là một tay sát gái chuyên nghiệp đấy còn có chuyên và không chuyên nữa à phải cái gì cũng cần nói chuyện nghiêm túc một chút cho dễ hiểu chứ để anh cho em biết bình thường anh có đủ dưỡng thế nào với phụ nữ nhưng anh vẫn yêu vợ cho nên em phải nhớ rằng em là ai đấy quỳnh anh hơi ngả nhiên khi thắng gọi điện chỉ để nhắc nhở cô về chuyện này chẳng lẽ nguyên đã gọi điện cho thắng để kể về vụ việc hôm qua sao quỳnh anh hít một hơi thật sâu nói em biết cuộc sống của em ra sao quỳnh anh một bàn tay vươn đến nắm lấy khủy tay cô kéo lại Khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất Cả mặt kính cường lực vỡ tan Quỳnh Anh giật thót mình Cô và Sơn cùng nhìn xuống chiếc điện thoại Giọng nói của Thắng phát qua loa ngoài Đừng ngoài tình với Nguyên Nó không bao giờ nghiêm túc với một ai đâu Sau đó là tiếng tút dài Quỳnh Anh nhìn Sơn Sao anh im lặng Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của mình lên Cô cố gắng thật bình tĩnh bởi những gì ập đến vào sáng ngày hôm nay Nhưng Sơn thì là chỉ mỉm cười bảo Em làm gì mà đi vội vàng thế? Quỳnh Anh ấp úng Cô cất vội điện thoại về túi áo Em Có phải đêm qua em đã làm chuyện gì sai không? Sơn lắc đầu Anh đang nghĩ cô không sai Cô chỉ đi ăn tối với một người đàn ông khác Và say với họ Nhưng nếu cô không sai Sao đến lúc này anh vẫn còn khó chịu Và nó gần như là tức giận khi anh phát hiện ra đó là người đàn ông mà cô định tiến tới chứ không phải là anh chồng của cô. Vừa lúc sơn cũng đã xong việc, anh kéo tay Quỳnh Anh bảo để anh đưa em về. Quỳnh Anh nhìn anh đầy giò xét cô hỏi thật là em không làm gì chứ? Không đâu, vì đêm qua em say nên anh đưa em đến đây cho an tâm. Hóa ra là như vậy, thế mà cô cứ nghĩ trong cơn say và cộng với nỗi tức giận lúc chiều cô đã làm điều gì đó không phải với cuộc đời này nhưng anh đã đưa cô đến đây chỉ vì lo cho cô sao quỳnh anh mếm môi anh ta cũng là người ấm áp đấy chứ thấy quỳnh anh tùng tìm cười sơn không hiểu được tại sao cô ấy đang vui quỳnh anh chợt nhớ ra ngày hôm qua nguyên đã đưa cô về nhà như vậy thì sơn cũng thấy đúng không trước lúc đó cô đã dần sơn về chuyện anh không thành thật với cô về quá khứ của anh Giờ thì đến cô không thành thật với anh cả trong hiện tại Cô đã hẹn hò với một người đàn ông khác ngoài anh Anh chắc chắn sẽ nghĩ như thế Nhưng tại sao anh lại không giận Xong đó chỉ là suy nghĩ của kình anh Cô không thể hỏi anh được Suốt cả đường đi Sơn không nói gì cả Cô không nghi ngờ về thái độ của anh Bởi bình thường anh cũng không phải là kẻ nhiều lời Về tới nhà của anh, anh tìm máy không thấy chìa khóa đâu Sơn kéo tay cô ra và giúp cô mở cửa nếu cái gì em không làm được Em cũng có thể nhờ anh giúp Đừng tự làm một mình Anh không có gì để nói với em à Không phải là lúc này Quỳnh Anh gật đầu Bước vào nhà Cô không nghĩ rằng anh có thể mở lòng nhanh với cô đến vậy Hoặc là anh đang giận ngược lại cô Cho nên mới không muốn kể Cô không nghĩ nhiều nữa Việc bây giờ là phải tắm rửa cho sạch mùi rượu đi đã Buổi chiều nay cũng có một số công việc cần phải giải quyết Quỳnh Anh vỗ lấy quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh. Rồi cô lại nhớ ra trong xe vẫn còn đống váy vóc hôm qua được nguyên tặng. Cô nghĩ cô sẽ trả lại nó cho anh. Thắng đã cảnh báo cô trước những hành động tán tỉnh của Nguyên. Nó có thể sẽ khiến cô mắc vào sai lầm. Xuân đã ngủ. Đó là việc đầu tiên mỗi khi anh trở về nhà. Ngày trước chưa có vợ thì anh sẽ ngủ luôn ở bệnh viện. Nhưng hôm nay phải đưa Quỳnh Anh về cho nên anh mới phá vỡ mọi thói quen đã thiết lập bao nhiêu năm nay của mình Ngay cả lúc bố mẹ gọi về Nhờ việc anh cũng cứ phải ngủ đáng Vì nếu không ngủ Anh sẽ không có được sự tỉnh táo trong ngày Của anh thấy Sơn không thay quần áo đã đi ngủ Cô mở tủ Lấy quần áo xuống để cạnh anh Rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh Quỳnh Anh mở vòi, đứng dưới làn nước ấm, cô chợt nghĩ, nếu như không lấy chồng thì liệu cô có đồng ý với Nguyên những lời tán tỉnh của anh không? Cửa mở ra, Sơn đột nhiên bước vào Quỳnh Anh quên rằng chốt cửa đã bị hỏng Và chưa ai sửa được nó Vừa giờ cô nghĩ Anh đã ngủ cho nên Quỳnh Anh vơ vội cái khăn tắm Tròn lên người Hốt hoảng nhìn Sơn Nhưng anh không có vẻ gì là lúng túng Anh đột nhiên cởi áo ra Tín lại gần cô Càng đến gần Quỳnh Anh càng lùi lại Cho đến khi gót chân của cô chạm phải tường Thì cô mới biết là đã không còn đường lui nữa Anh câu nói bị đứt gái gây sơn chạm và bắp tay cô người đàn ông đó là ai sơn hỏi bằng một vẻ nghiêm túc anh không thể nào ngủ nổi nếu như câu hỏi như ấy cứ lờn vờn trong đầu quỳnh anh và người đàn ông đó có mối quan hệ gì với nhau nếu nhanh và cô cứ lạnh nhạt như thế này thì cô sẽ đi theo người đàn ông đó mất vậy nên anh đã vào đây anh không biết được tại sao mình lại hành động lố máng như vậy chỉ là anh đột nhiên cảm thấy tức giận anh đang hỏi cái gì thế người hôm qua mà đưa em về anh ta là ai anh đi ra ngoài đi đã quỳnh anh giữ chặt khăn tắm hét lên với anh sơn lao đến hôn ghì lấy quỳnh anh quỳnh anh cố đẩy anh ra cô quay mặt né tránh nước từ vòi vẫn chảy xuống áo sơ mi của sơn đã dính chặt vào cơ thể quỳnh anh bóng tay vào người sơn cố đẩy anh ra khoảng nửa phút sau sơn buông cô ra anh nhìn cô với vẻ hoảng hốt không kém anh xin lỗi anh... anh thật sự xin lỗi Xuân quay người đi ra ngoài Quần áo tóc tai của anh đều đỡ ướt sũng Đến gần cửa về quá trơn Nên anh trượt ngã Quỳnh Anh đỉnh đỡ lấy anh Nhưng đã vội đưa tay ra nói Không cần, anh tự đi được Xuân trẻ ra ngoài Nước giỏ tong tong xuống nền nhà Anh tự tát vào mặt mình Anh không nên hành động cảm tính như vậy Y như cái lần anh đồng ý với mẹ sẽ cưới Quỳnh Anh Sơn vẫn không nghĩ rằng mình lại lấy vợ nhanh đến như thế Và càng không nghĩ được rằng Mình lại cưỡng hôn vợ Nụ hôn đầu của hai vợ chồng chẳng lắng mạn Chẳng yêu thương Nó chỉ ngập tràn sự dần dưới của anh Trước việc nhìn thấy vợ say mềm trong vòng tay kẻ khác Hẳn là sau một đêm căng thẳng với những ca cấp cứu Sơn đã không thể giữ được tỉnh táo nữa Một lúc sau Quỳnh Anh đi ra Hai người không dám nhìn nhau Họ đều giả vờ như có một chuyện gì đó cần lo nghĩ Sơn thì chạy vào nhà tắm để thay ra bộ quần áo ướt Quỳnh Anh cũng phải chuẩn bị để đi làm Tối nay anh có tham dự một buổi tiệc Em tham gia với anh chứ Quỳnh Anh vừa lấy đôi guốc ở trong tủ ra Hơi xứng người lại trước lời đề nghị của anh Em cũng không biết nữa Em đang bị dồn việc Nghĩa là có hay không? Anh có thể gọi điện cho anh trước Khoảng 2 đến 3 tiếng được không? Nếu em không đi được thì anh sẽ ở nhà Cho nên dù em về nhà vào lúc nào Em cũng phải về nhà với anh đấy Người đàn ông này đang làm đúng với cô à Quỳnh Anh kinh ngạc suy nghĩ Trước giờ cô không nghĩ Một người đàn ông hơn 30 tuổi Cũng có thể hành động thiếu suy nghĩ nhiều như thế Trong một ngày Điều như... Yến cười rũ rượi Sau khi nghe chuyện của Quỳnh Anh Cô ta lúc nào cũng rất hứng thú Với những chuyện của mấy anh chàng đẹp trai Yến tưởng dành cho Quỳnh Anh cái biệt danh là gái già Nhưng rồi giờ mới thấy Gừng càng già thì càng cay Bằng chứng là cô ta đã khiến trai người đàn ông Phải điên đầu vì cô Đàn ông là thế Mày càng quan tâm theo đuổi Thì họ càng hờ hững Nhưng mày cứ rời ra được một lúc Thì họ lại giám giác tìm mày Sao mày biết Kinh nghiệm cả đấy Quỳnh Anh nhìn xa xăm và nghĩ Nếu như Sơn đã bắt đầu yêu cô Thì liệu cô cũng đã bắt đầu thích anh hay chưa? Hình như là cũng đã bắt đầu rồi. Vậy nên cô nhắn tin đồng ý với anh về buổi tiệc hôm nay. Lúc Sơn nhận được tin nhắn thì anh vẫn đang ngủ. Anh không biết rằng mình có thể ngủ được nhiều như thế. Trên bệnh viện gọi anh bao nhiêu cuộc anh đều từ chối. Sẽ có nhiều lúc không ai liên lạc được với Sơn cả. Nhưng mọi người đều hiểu tính khí của anh. Nó chỉ xảy ra khi anh đang tức giận hoặc giận đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt một ai. Nhưng lần này anh ngủ như chết Khi thức dậy Lại nghĩ chắc mình vừa chợp mắt con 5 phút thôi Ai ngờ đã đến gần giờ đi dự tiệc Đó là tiệc đầy tháng của con một đại gia trong thành phố Trước anh có làm Một cuộc phẫu thuật cho mẹ của anh ta Làm công việc này Sẽ được nhiều người nể trọng Nhưng anh nghĩ người ta sẽ giận anh nhiều Vì anh không có thời gian để đáp lại họ Anh đã tưởng Quỳnh Anh không muốn đi cùng với anh nên cũng định ở nhà luôn. Nhưng không ngờ Quỳnh Anh lại nói sẽ đồng ý. Khi cô về nhà thì anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Cô nhớn mà nhìn anh rồi chỉ tay vào trong phòng. Em sẽ thay đồ trong 5 phút thôi. Xuân gật đầu. Quỳnh Anh đi vào trong phòng. Cô đang suy nghĩ sẽ nên mặc gì cho buổi tối ngày hôm nay. Thì điện thoại rung lên. Quỳnh Anh giữ điện thoại bằng vai. Hai tay còn lại đưa từng cái váy lên ướm vào người từ điện thoại vang lên một giọng nói thiều thào nhưng vẫn nhuốm đầy thù hận cô là quỳnh anh phải không trước khi tôi chưa gây ra chuyện gì với cô thì cô nên rời bỏ sơn ánh là của tôi chiếc váy trên tay quỳnh anh rơi xuống không cần hỏi cô cũng có thể nhận ra người đang nói chuyện với cô là nhàn sơn mở cửa ngó đầu và hỏi cô anh lấy cái ví được chứ quỳnh anh vừa ngắt điện thoại cười gượng được Sơn đi tới tủ lấy cái ví da của mình Anh bất ngờ ôm lấy eo cô Đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán Hành động của anh mấy hôm nay rất lạ lùng Như thể anh đang cố gắng để gần gũi với cô hơn Quỳnh Anh vẫn chưa quen Cộng với việc chưa hoàn hồn về cuộc gọi Bất ngờ của nhàn Cho nên cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện Được chứ Quỳnh Anh gật đầu Cô tránh để ánh mắt của anh xuân buông cô ra anh đặt tay lên cánh tủ nhìn cô anh sẽ kể cho em nghe tất cả xong buổi tiệc này chỉ là không biết chỉ là không biết em có rảnh để lắng nghe anh nói hay không quỳnh anh nắm chặt điện thoại cô không biết có nên nghe hay không nữa nhàn vẫn còn yêu anh dài dít mà giữa cô với anh lại không có tình yêu Cả hai đều phải cố gắng gấp nhiều lần đôi vợ chồng khác Mới có thể gần gũi được với nhau Em đang nghĩ gì thế? Sơn nhìn cô Không hiểu sao cô lại lơ đáng như vậy Sơn không hiểu được con người cô thực sự là như thế nào Có lúc cô rất nhạy cảm Cũng có lúc cô lại như để tâm trí treo ngược cành cây Em muốn thay quần áo Quỳnh Anh giơ chiếc váy lên cười hỏi anh Em nghĩ chúng ta sẽ muộn giờ mất Sơn vẫn muốn hỏi cô thêm vài điều nữa Nhưng cuối cùng anh đồng ý rồi đi ra ngoài Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng ven hồ Khách toàn là những người nổi tiếng Hoặc là những kẻ có tiền Một vài người của ngành biết Vì làm bên báo chí truyền hình Nên cô dễ dàng nhận ra những người ấy Nhưng có một vài người thì cô không biết họ là ai Sơn mặc một bộ vest Hoát tay cô đi vào cửa Ngay lập tức có một người đàn ông tầm 40 tuổi Ra bắt tay với anh Hai người chào hỏi sáng ra một vài câu rồi người đàn ông hỏi cô vợ đây à Vâng mới cưới chả thấy chú mời gì cả <laughs> em cũng không mời nhiều người lắm hầu hết toàn người trong gia đình ấy mà với lại cưới vội quá em không nhớ ra ai để mời người đàn ông cười qua quýt rồi Vũ vai Sơn dù sao cũng chúc mừng và cảm ơn cậu nhé Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ bẩn Quỳnh anh nhìn xung quanh một buổi tiệc của người giàu có Mọi thứ đều rất chỉn chu và sang trọng Quỳnh Anh nói với Sơn sẽ ra một chốn đợi anh nói chuyện xong Với mấy người ở đấy Sơn thì lại muốn cô đi cùng anh Để nhân tiện anh giới thiệu cô với họ Quỳnh Anh cảm thấy hơi mệt Cô cứ nghĩ mãi về cuộc điện thoại của Nhàn Dẫu biết Nhàn không được bình thường cho lắm về mặt tâm lý Nhưng giọng nói cô cứ quanh quẩn mãi đâu đây Quỳnh Anh cố gắng đi theo Sơn Trả hỏi một vài người Cô biết đó chỉ là những lời quan hệ Sáng giao cho nên việc của cô Chỉ là gật đầu và chào Họ nói chuyện với Sơn những điều Mà cô không biết Những vấn đề mà cô không thể nào hiểu được Bỗng nhiên Quỳnh Anh thấy cuộc sống của cô Và anh quá khác nhau Cô thuộc về Amor Một quán bar ồn ào Với những cốc rượu tây lóng lánh trong đá Cô thuộc về những con người bỗ bã Thích đùa nhưng chân thật như Yến và Thắng Cô thuộc về công việc viết lách Luôn luôn đi đây đi đó để tìm kiếm thông tin Luôn thích nói chuyện với tất cả các hạng người trong xã hội Còn Sơn Anh thuộc về những cái gì đó cao cả Liên quan đến chuyện giữ lại mạng sống cho một ai đó Anh có những tiệc hội hoa lệ của anh Những con người đức cao vọng trọng Luôn đeo một tấm mặt nạ cười đùa giả dối Anh được lắm cười kín đáo Ít nói Anh không như Thắng hay như Nguyên những người đàn ông luôn sống cần phụ nữ Mọi thứ của anh Bên anh đều đối lập với cô Sao thế Quỳnh Anh Thế Quỳnh Anh đứng đợi đến một lúc lâu Sơn liền hỏi Vừa giờ có quá nhiều quen ở đây Nên anh không còn cách nào khác là phải chào hỏi Trước giờ anh không hay tham gia Các buổi tiệc nhàm chán thế này Vì chắc chắn gặp ai Cũng sẽ phải chào duy nhất một câu Và hỏi duy nhất một câu Và cười thật niềm nở Có lẽ Quỳnh Anh không thích buổi tiệc này ngay từ lúc đến đây Cô đã rất trầm ngâm Anh chỉ muốn giới thiệu cô với mấy người quen Để họ biết cô là vợ anh Nhưng hình như cô không cần thiết điều đó Và không hề vui vẻ Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu và nói Em cảm thấy hơi mệt thôi Anh cứ đi nói chuyện với người ta đi Có cần về sớm không? Anh sẽ đưa em về Quỳnh Anh lắc đầu Một người phục vụ bưng rượu đi qua Quỳnh Anh vững tay lấy một ly rồi nâng nhảy nó lên anh sẽ ngồi một góc Uống nó và đợi anh Sơn nhìn theo Quỳnh Anh bước ra từ đằng sau nhà hàng Hôm nay cô ấy rất lạ Chẳng lẽ cô không thích buổi tiệc này Nhưng vì anh mà vẫn phải đến Đột nhiên Sơn nhìn từ đằng xa Loáng thoáng thêm một bóng dáng quanh thuộc Anh nhớ mày định bước đến nhưng lại có một người khác giữ lấy anh Nguyên nhìn Sơn Anh ta đưa một tay ra nói Xin chào Sơn nhìn theo cái dáng vừa nãy Nhưng người đó đã biến mất Sơn cười với Nguyên Bắt tay với anh ta Thật ra thì Sơn cũng không biết tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây nữa Đây là buổi tiệc quán trai tôi Ra dạ vậy Sơn chợt nghĩ ngay đến chuyện Nguyên là một tay chơi nào đó Luôn sống bám bằng tiền của anh chị hoặc cha mẹ mình Lờ anh đấy Thật ra là anh dạy tôi Nguyên cười khủng cục Sơn không hề cảm thấy buồn cười gì với kiểu đùa thế này Anh cũng đâu cần quan tâm anh ta là ai ở đây chứ Muốn ra ai với anh sao Sơn cười với Nguyên Anh đỉnh bồng sẽ rời đi Nhưng Nguyên lại đưa cho anh một ly rượu Rồi tự mình cũng ly với anh và uống rất tự nhiên Anh muốn gì Sơn hỏi Nguyên nhún vai Muốn gì á Đương nhiên là muốn kết bạn với anh rồi Tôi thì không muốn Anh thẳng thắn quá nhưng đó cũng chỉ là đùa anh thôi Nguyên lại cười lớn như thể vừa trêu trọc sơn được một vố Tôi muốn làm thân với vợ anh kìa Thật ra anh cũng thẳng thắn không kém đâu Tôi vừa mới thấy Quỳnh Anh thấp thoáng ở đây Vậy sao? Anh nhìn lầm rồi đấy Mắt tôi tinh lắm Tôi cảnh cáo anh Cô ấy là vợ tôi Và sẽ mãi mãi là vợ tôi Sơn bất ngờ tiến lại Anh kéo cổ áo của Nguyên nghiến răng nói bằng giọng hằn học nguyên cười nhưng tôi đâu có muốn cô là vợ tôi gì cơ sơn trợn mắt không hiểu được ý tứ trong câu nói của nguyên nguyên gạt bàn tay của sơn ra anh còn làm bộ phủ viết bẩn dính trên đó nguyên nhếch môi cười một nụ cười thách thức tôi chưa bao giờ muốn lấy vợ nhưng tôi lại luôn muốn chìm ngập trong tình nghiêng vợ anh cô ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi Xuân nắm chặt bàn tay lại Anh tự kiềm chí bản thân mình Anh không thể hành động như những kẻ thô lỗ Anh không thể chấp những cái con người bẩn thỉu như Nguyên được Anh là một bác sĩ Và anh phải luôn điềm tính trước mọi vấn đề Dù cho cái chết có cáo đến Thì anh vẫn phải tìm cách hóa giải Xuân để chặt hơi thở xuống Anh có cảm giác ức nghẹn ở lồng ngực Bỗng dưng từ đâu đó vang lên một tiếng tét chói tai Tất cả đều quay về hướng của tiếng tét nghe ngóng chỉ có Sơn là ngay lập tức nhận ra Đó là giọng của Quỳnh Anh Sơn thản cái ly xuống vỡ tan Anh lập tức chạy ra sân sau của nhà hàng Ở đó Anh thấy nhàn trong bộ đồ bệnh nhân Và ở dưới hồ nước là Quỳnh Anh Đang chửi với Sơn không nghĩ ngồi gì Anh cởi vest Lao xuống hồ nước lạnh Cũng may là Quỳnh Anh chưa đuối sức để bị chìm xuống Anh chụp lấy tay cô kéo cục về phía mình rồi bơi vào bờ. Tất cả mọi người cùng chạy ra giúp Sơn và Quỳnh Anh. Chỉ có Nhàn là đứng bên cạnh cười rũ rượi. Nguyên đỉnh sơ cứu cho Quỳnh Anh, nhưng Sơn đã đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói: "Ở đây chỉ có tôi là bác sĩ." Động tác của Sơn rất chuyên nghiệp, anh biết rõ chỗ nào đang bị ứ nước và cần phải tạo áp lực thế nào để Quỳnh Anh có thể hô hấp được. Khoảng 5 phút sau, Quỳnh Anh tỉnh dậy, cô yếu ớt nhìn Sơn, sơn nở một nụ cười nhẹ thều thào nói gì đó sơn gái tay vào gần cô quỳnh anh nói em lạnh quá anh sẽ đưa em về sơn lấy áo choàng vào người cho quỳnh anh rồi bế cô ra xe rất nhiều người quay phim chụp hình nhưng anh không để ý đến họ quỳnh anh níu được cánh tay của anh lắc đầu bảo đừng về cô vẫn còn ở đây sơn nhớ ra nhàn anh quay lại nhìn người con gái yếu nhược trong bộ quần áo bệnh nhân cô ấy có thể đến mức độ này em là thần kinh không còn được bình thường nữa sơn không thể giận được người bệnh đó là nguyên tắc của anh trong lúc cơ thể không được khỏe thần kinh của mỗi người đều rất yếu nhưng nhàn cô ấy có thể gây ra những chuyện lớn như thế này thì không chỉ là bệnh thường mà đó là bệnh tâm lý được rồi em cứ vào chỗ nào ấm áp đã anh sẽ nói chuyện với nhàn chúng mình cùng nói đi sao cơ Em cũng muốn được ở trong cuộc nói chuyện đó Lúc tối nhàn có điện cho em đây rồi Có lẽ là em đã chủ quan Và có lẽ Trong em đã bắt đầu dậy lên một sự tham lam Nhàn nó gọi điện cho em sao Đáng ra phải nói cho anh sớm Bởi vì nhàn bây giờ không phải là cô ấy ngày xưa Cô ấy bây giờ không còn được bình thường Em cứ giấu Chỉ có nguy hiểm cho em thôi Quỳnh Anh cười khái cô vỗ vỗ vào bắp tay sơn như muốn anh bỏ cô xuống sơn cẩn thận đặt quần ngang xuống cô đứng bám vào anh cả hai cùng bước về phía nhàn nhàn thôi cười cô ngô nghe nhìn sơn đây là anh mắt từng nhìn anh anh mắt sáng trong và không một chút tàn niệm nào cứ mỗi lần nhìn sơn là nhàn lại có ánh mắt này anh sơn anh đến rồi em chờ anh mãi nhàn cười hì hì như một đứa trẻ Cô ta nhìn thấy Quỳnh Anh Sắc mặt chợt thay đổi Dường như nhàn đã nhớ ra điều gì đó Cô vội ôm lấy đầu Vò tóc của mình Không, không Sơn giữ lấy tay nhàn Anh cúi đầu huyên bảo Nhàn Chúng ta trở về bệnh viện nhé Ở đây rất nguy hiểm Nhàn lắc đầu Cô ta chỉ tay vào Quỳnh Anh Nói bằng giọng lành tanh Cô ta là vợ của anh đấy à Quỳnh Anh và Sơn nhìn nhau rồi hai người gật đầu chẳng hiểu sao quỳnh anh cứ cảm thấy tội lỗi như mình vừa làm một việc không phải với người con gái này dù rằng người đẩy cô xuống hồ là cô ta nhàn nói tiếp người anh cưới làm vợ đáng ra phải là em nguyên đứng từ đằng xa nhìn chuyện giữa ba người nở một nụ cười đầy hứng thú hóa ra anh ta cũng chẳng tốt đẹp hơn anh là mấy thậm chí còn kém cỏi hơn anh Đàn ông vui chơi đáng ra không nên để lại tàn dư và đặc biệt là không để chuyện vui chơi ảnh hưởng đến người mà mình yêu. Quỳnh Anh là một cô gái xinh đẹp, nhưng không xinh đẹp và quyến rũ bằng hầu hết đám con gái đã qua tay anh. Cô cho anh hứng thú là bởi vì cô không dễ dàng gục ngã trước anh. Và hơn hết cô đã có chồng. Quỳnh Anh là một thứ rượu ngon mà Nguyên chưa từng được uống. Thế giới này đàn ông phải sống dựa vào đàn bà để cân bằng tinh thần. Nếu cả đời chỉ uống một loài rượu yêu có một người thì tinh thần dễ dàng u tối và mục dưỡng. Câu chuyện giữa họ thế nào Nguyên không nghe được nhưng nhìn sơ qua cũng biết được nội tình. Một cô người yêu cũ vì chưa dứt được tình nên mới tìm tới để trả thù người yêu mới. Ăn không được thì đạp đổ. Nhưng cách này quả thật là đắc ngũ rồi. Quỳnh Anh bước lên trước cô cúi đầu trước nhàn. Tôi thành thật xin lỗi. Xuân kéo Quỳnh Anh ra sau mình như sợ nhàn sẽ lại làm điều gì với cô ấy điều này khiến nhàn cảm thấy quặn tắt nhàn quỵ xuống nước mắt cô chảy cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế suốt nhiều tháng ngày cô đã sống trong ảo mộng nhưng khi ảo mộng tan biến và trở về thực tại cô lại thấy thất vọng u sầu chỉ là lúc này mọi thứ đã hóa thành tuyệt vọng chứ không phải nỗi buồn nữa nhàn nức nở hỏi anh thực sự yêu người phụ nữ này quỳnh và sơn đều im lặng một lúc họ lấy nhau không phải trên cơ sở tình yêu lúc này cả hai đã không còn xa lạ gì nữa nhưng cả hai đều đang cố gắng để yêu nhau chứ chưa thể gọi là yêu được sơn nắm lấy tay quỳnh anh thật chặt đáp cố là người mà anh sẽ chung sống trọn đời anh chắc đi chứ sơn gật đầu anh không thể chắc chắn được điều gì trước đó anh đã định sẽ không lấy vợ vì công việc quá bận rộn của mình nhưng rồi anh vẫn lấy quỳnh anh, anh. Một người mà anh chưa bao giờ gặp Mọi chuyện chúng ta chỉ nên Tính đến thời điểm tương lai Càng nghĩ quá xa Thì mọi chuyện lại không như những gì mà ta nghĩ trước đó Thôi thì Cứ sống với nhau được ngày nào hay ngày đó Vợ chồng một đêm Tình nghĩa trăm năm cơ mà Clip trong buổi tiệc được phát tán tràn lan trên mạng Giờ đây cả Sơn và Quỳnh Anh đều nổi tiếng Tại nơi làm việc của mình Đi qua chỗ nào là đồng nghiệp Ô lên ca ngợi, người ngoài cứ tưởng mối quan hệ của hai người tốt đẹp, cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, sống lại chết đi, nhưng thực chất không phải như vậy. Mà Quỳnh Anh cũng không hiểu được tại sao nữa. Vì sao Sơn lại kiếm cô, mà không phải là một người khác? Tại sao lại là Sơn? Vì anh ấy là chồng cô sao? Nếu cô hết trong cùng thời điểm thì chắc sẽ có người nhận ra nhanh hơn chứ. Chẳng lẽ Sơn có thể nhận ra cô ngay trong khoảnh khắc đó hay sao? Đang nghĩ gì mà đần tối ra thế cô nướng? Yến thì đâu chạy lại? Cô ta rót vào cái cốc xứ, mùi cà phê bắt đầu dậy lên, quỳnh anh xị mặt. Không có gì, tao chỉ đang nghĩ làm thế nào để đào cái lỗ trong công ty mà nhảy xuống thôi. Yến bật cười, Đào hố thì mất thời gian Mất tiền Và cũng chẳng ai cho mày đào đâu Nhưng mà tao có tin hot này Tin gì? Nghe nói Trịnh quay lại rồi đấy Quỳnh anh nhiên lặng Cô nhìn ra bên ngoài trời Tự tính thời gian mà anh ta đã ra đi Đó là người đàn ông duy nhất mà cô yêu Nhưng chỉ là một mối tình đơn phương Quỳnh anh mỉm cười nói với Yến rằng <laughs> Anh ta bỏ vợ rồi đấy à nghe nói thế thấy im lặng lắm năm đó ngay tin anh lấy vợ quỳnh anh đã khóc như mưa trong căn phòng của mình giờ cô quyết định sẽ chôn chặt tất cả mọi chuyện xuống cô không nhớ đến tính đến nay đã là nhiều năm cô quên được mọi thứ quên cả khuôn mặt anh cô nghĩ trên đời này ai cũng có một mối tình cảm câm lặng như vậy chúng ta chỉ nên nhắc đến khi nó lại một lần nữa xuất hiện trong hiện tại hôn nhân thế nào trịnh hỏi quỳnh anh cuộc cảm cỡ diễn ra vào ngay buổi chiều hôm ấy trịnh hẹn cô ra quán cà phê trịnh quỳnh anh và yến trước kia là một bộ ba kỳ diệu ở trường đại học lúc nào cũng đi cùng nhau học giỏi và đẹp mã tuy nhiên cả ba lại rất thích cuộc sống tự do không muốn ràng buộc vào hôn nhân quỳnh anh từng nghĩ cô chỉ cần yêu thầm trịnh rồi sống một cuộc đời tự tại không ràng buộc bên người bạn này là ổn Cô không cần thổ lộ Không cần anh đáp lại Đàn ông thường không nhạy cảm bằng phụ nữ Đàn ông như Trịnh thì lại càng không Anh ta không thể nào nhận ra được dấu hiệu tình yêu từ người khác dành cho mình Chỉ có Yến là hiểu Quỳnh Anh nhìn Trịnh Nói bằng một giọng bình thản Cũng ổn Tao thấy mọi chuyện như đang trôi tuần tuột Không nắm bắt được thứ gì Trịnh thở dài Ngón tay áp bút hẳn lên một vệt trắng Rồi đeo nhấn cưới quá lâu Cô bảo với tao rằng sẽ đi hai ngày Nhưng rồi đến một tuần Sau đó chuyến đi bị kéo dài vô thời hạn Khi tao tìm hiểu Thì mới biết cô ấy đang ở cùng với một người đàn ông khác Chúng mày yêu nhau bao lâu thì cưới Khoảng hơn một năm Tao không định cưới Nhưng tao nghĩ Yêu con gái như người ta như vậy Không cho họ một danh phận thì cũng tội Yến nổ lên Thế hóa ra mày cũng không có ý định kết hôn à? Chỉ nhún vai Ta không nghĩ có gì đó to tát để phải có ý định hay không Chỉ nghĩ nếu như người ta muốn cưới thì cưới Người ta không muốn thì thôi Quỳnh Anh bật cười Thằng ngốc Quỳnh Anh cảm thấy không cần đến mức lo lắng như mình vẫn tưởng Đứng trước chị Cô không còn cảm giác ngại ngùng như cái thời trẻ kia nữa Chị gầy đi nhiều Ánh mắt cũng u buồn hơn nữa Con người của anh như bị mất hết nhiệt huyết sống Chẳng lẽ hôn nhân có thể thay đổi một con người đến vậy hay sao? Liệu cô kết hôn có phải là đúng đắn? Tối nay mời chồng mày đi ăn đi. Trịnh bảo, ta muốn gặp anh ấy. Cô ngang suy nghĩ một lúc. Như vậy có ổn không nhỉ? Sơn chắc không tình ý đến mức nhận ra chị là người mà cô thầm yêu trước kia. Cuối cùng cô đồng ý. Lúc đó Sơn đang làm việc. Thảo mở cửa phòng bước vào với một đĩa hoa quả trong tay. Sơn không ngẩng đầu lên Vì anh không biết Lúc làm việc anh gần như bị tách mình ra khỏi thế giới Thảo đặt đĩa cam xuống Vứt nhẹ lên mái tóc của Sơn Sơn giật mình né tránh Trời đất ơi Hóa ra là cậu đấy à Không là tớ thì là con nào nữa Thảo lừa mũi Chị em ở bên phòng mua hoa quả về ăn với nhau Tớ thấy cậu vẫn còn làm việc Nên mang qua đây cho cậu một ít Đừng tốt với tớ thế cậu sợ người khác hiểu lầm à thảo cười hỏi sơn nhíu mày đặt cây bút xuống một phần tớ cứ nghĩ trước và sau lấy vợ cậu sẽ vẫn là sơn của ngày nào nhưng xem ra cậu đã bắt đầu có những trách nhiệm hơn rồi tớ chỉ thắc mắc làm sao cậu có thể thay đổi một cô gái cậu không hề yêu tớ đang yêu cô ấy sao cơ thảo như không tin được những gì mình vừa nghe thấy Sơn thở dài, đứng dậy đi ra bàn trà. Tớ không biết nữa, nhưng tớ đang yêu cô ấy. Từng ngày, từng ngày một. Tớ chưa bao giờ có cảm giác sợ mất một ai đến thế. Hay là bởi vì cô cứ hờ hứng với tớ nhỉ? Thảo lấy một miếng cam, cắn nó, sàn môi dính trên những tiếp cam mỏng nước. Cô đang chờ đợi Sơn nói tiếp. Giá gì tớ hiểu được cô ấy. Vợ cậu bí ẩn thế kìa giống như là một người từ hành tinh khác vậy tài tớ là kiểu người khô khan nên không hiểu được những suy nghĩ hay ánh mắt của cô ấy cậu có cao kiến gì không thảo suy nghĩ một lúc rồi bảo chỉ có một cách duy nhất thôi đó là dành nhiều thời gian cho cô ấy đó cũng chính là lý do khiến cho sơn đã xin nghỉ sớm để nhận lời đi ăn tối với quỳnh anh yến và trịnh anh đã dặn thảo sắp xếp để phó qua thực hiện những ca phẫu thuật được chỉ định cho anh sơn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như thế này nhưng thảo nói bác sĩ cũng là người cũng có cuộc sống riêng tư tình cảm riêng tư của họ anh không thể cứ sống như một vị thánh luôn cứu người ngay cả khi cuộc sống của mình đang rơi vào bế tắc trịnh nhìn sơn rất kỹ thầm như đánh giá sơn thì vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi dù cho không phải là con người anh như vậy Bọn em chơi thân với nhau lắm Nhưng vài tầm năm trước Chị có vào nam và lấy vợ trong đó Nên cũng ít liên lạc dần Quỳnh Anh nói Giờ trở về là do ly hôn à Chị không giấu giếm Sơn hơi bất ngờ Nhưng rồi anh chị à được một tiếng Suốt cả bữa ăn chỉ có Yến và Quỳnh Anh là nói chuyện Còn hai người đàn ông Là chỉ hưởng ứng theo Thi thoảng Yến có đá lông nhau với Quỳnh Anh Như để dọa nạt cô Quỳnh Anh trợn mắt dơ đúa lên cảnh cáo Đó đã là chuyện của quá khứ Giờ cô cũng đã lấy chồng Cô chỉ hy vọng Trình có thể sống hạnh phúc hơn Sau cuộc hôn nhân tan vỡ thôi Sau bữa ăn Sơn đưa từng người về nhà một Yến cứ tấm tắc khen anh Anh chỉ cười ngài ngùng Nhưng trước khi về Trình có quay lại nói với Quỳnh Anh một câu rằng Thế mày hạnh phúc như vậy Xem như ta cũng yên tâm được phần nào chuyện xưa kia coi như chưa từng xảy ra chúng ta mãi mãi vẫn là bạn thân phải không sơn có thể nghe rành rọt từng lời nói của trịnh nhưng anh không thể nào biết được đó là việc gì chỉ có quỳnh anh là bất ngờ cô không ngờ chị để biết tâm tư của cô suốt nhiều năm như vậy ở bên nhau không tỏ tình cũng không để lộ tình cảm nhưng anh vẫn biết hóa ra có những người không muốn làm cô tổn thương nên thà là coi nhưng không thấy Giờ đây bị từ chối cũng gọi là có chút phiền muộn Nhưng không còn cảm giác sợ hãi như ngày xưa Mỗi lần nghĩ đến chuyện tỏ tình nữa Cô và anh đúng là chỉ hợp làm bản thân thôi Sao thế? Chị nói gì lạ vậy? Sơn đánh tay lái Xe đang lùi lại để ra đường lớn Quỳnh anh đắc đầu Không có gì Sơn đột nhiên nắm tay cô bảo Anh đã nói rồi nếu việc gì em không thể gánh được một mình Thì em phải nói với anh chứ Em biết Nhưng có nhiều chuyện trong quá khứ Của nhau chúng ta không thể nào hiểu được Mà toàn là những chuyện khiến ta phiền muộn thôi Sơn thở dài Anh giảm tốc độ Cảnh vật lùi lại chậm hơn Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng Thật ra anh chưa bao giờ yêu nhàn Hồi ấy Sơn quá ngốc ngất trước tình yêu anh chỉ không muốn làm cô ấy đau khổ Anh chấp nhận yêu nhàn với hy vọng Sự lạnh lùng của anh sẽ khiến cô phải tự rời bỏ Nhưng đó chỉ là bước đầu Anh đi vào vũng lầy Của cuộc đời mình Anh nên gặp cô ấy và nói rõ mọi chuyện Tất cả những bi kịch của cô ấy Chính là do anh không dám đối diện để giết quát Em nói đúng Anh không nên như vậy Nhưng làm tổn thương một người khác thực sự rất khó Giờ cô đã bị anh làm tổn thương rồi Đâu cần phải đợi đến khi Anh nói câu anh không yêu em Sơn im lặng Anh không cãi lý được với Quỳnh Anh Vì cô ấy đã đúng Anh không dám đối diện với nhàn Chỉ vì sợ rằng cô ấy sẽ quá đau khổ Nhưng càng xa lánh lại càng tạo ra ảo tưởng cho cô ấy Nguyên gọi điện cho Quỳnh Anh Khi đưa cô về tới nhà Anh đang ở Amor Một mình Khi uống ly rượu đó anh chợt nhớ đến hình ảnh cô dứt khoát uống hết hai ly rượu đó là một người phụ nữ cá tính đời anh gặp rất nhiều phụ nữ cá tính như cô nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ theo đuổi một cô gái đã có chồng nghĩ đi nghĩ lại thì việc đó xuất phát từ thắng anh ta kể quỳnh anh lấy người chồng của mình chỉ vì cô đơn quá mà thôi cô ta lại giống anh cô ta từng không muốn nói chồng nhưng rồi không vì chịu nổi cô đơn nên đã lấy đại một ai đó nếu cô ấy là vợ và yêu Sơn Có thể anh đã chẳng muốn theo đuổi Thật sự thì Nguyên không thể nào hiểu được Tại sao con người ta lại cần phải kết hôn Alo Anh còn ở đó đấy chứ Giọng Quỳnh Anh vang lên Sơn giật mình Giữ chặt ống nghe Vừa rồi anh hơi lơ đáng một chút Anh đây Em có thể tự A-mo không? Để làm gì? Uống rượu Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh Em từng nhận quà của anh Từng uống rượu với anh Anh cũng từng đưa em về Coi như trả nợ cho anh đi Hôm nay anh thật sự rất buồn Có tiếng cười hát của Quỳnh Anh Tôi đã nói rồi mà Không ai cho không ai được cái gì Được, đến thì đến Tôi cũng sẽ đem trả anh toàn bộ số quà đó tôi chưa quỳnh anh nguyên gọi cô bằng một vẻ than thít anh dây thánh rừng của mình đầy mệt mỏi xem cái gì cũng tính toán do đo với anh anh thật sự không có ý đó là vì anh muốn em đến đây thôi đột nhiên có tiếng động ở đầu dây bên kia sau đó là giọng của một người đàn ông vang lên đừng bao giờ gọi điện cho vợ tôi nữa và càng không nên rủ cô ấy đi uống rượu anh là ai À là chồng cô ấy phải không Nhưng cô ấy không yêu anh đâu Cô ấy đã từng nhảy với tôi Và cô ấy đã từng trao nhau một nụ hôn Ngay tại chỗ này Anh có biết không Hẳn là anh không biết Vì đó là bí mật Điện thoại đã bị ngắt Nguyên bật cười nhìn điện thoại Anh đặt nó xuống rồi gọi thêm ly đúp cho mình Một tên đàn ông ngốc ngách Những tên như vậy phụ nữ sẽ không thích đâu Nguyên là người đã quá hiểu họ Họ cũng là loại sinh vật cả thèm chóng chán như đàn ông thôi Cho nên Muốn yêu được họ Đừng cứ nhất nhất là một người đàn ông ngoan ngoãn hiền lành Có bàn tay đặt lên vai anh Nguyên Anh quay lại Thấy một cô gái trang điểm lèo lè mỉm cười với mình Loại gái này quan ba không thiếu Nhưng anh chẳng quan tâm nhiều Cười đáp lại với cô ta Rồi kéo cô vào lòng Nguyên hỏi nhỏ con nai vàng nào đi lạc vào trong rừng sâu thế này? Cô gái cười ngả ngớn, vút kháng chân mày của anh. Con nai cảm thấy lo lắng cho một ai đó hình như đang buồn. Thế thì con nai này là thần tiên rồi. Cô gái càng cười đá hơn, ngón tay bắt đầu nghịch ngợp, vấy vòng tròn trên ngực áo của Nguyên. Đêm nay cô muốn vui vẻ một chút không? Nguyên làm vẻ suy nghĩ, sau đó thầm thì vào tay cô ta. Nhưng tôi không có đủ tiền Cô gái thay đổi sắc mặt Đứng vụt dậy chỉnh lại quần áo Hất tóc rồi vênh mặt đầy kêu kỳ Đúng là hào nhoáng bên ngoài Mà thối nát bên trong trời ôi con biết cả chơi chữ cơ à Nguyên nháy mắt nói Cô gái bỏ đi Nguyên cười khùng cục bên đi rượu Anh chưa bao giờ tự nhận mình là kẻ thanh cao Vậy mà phụ nữ cứ dùng những tưởng ngữ như thế Anh đã từng tốt đẹp lắm Để mắng chửi anh như vậy Nguyên chợt nghĩ Nếu nhanh đi lấy vợ Thì phụ nữ có chân thành hơn với anh hay không Nếu anh lấy vợ Thì sẽ có một ai đó không mắng chửi anh hào nắng bên ngoài Hay túi nát bên trong chứ Anh bắt đầu thấu hiểu được cảm giác của Quỳnh Anh rồi Đúng là khi tuổi trẻ càng qua đi Thế còn lại chỉ là hoang vu thôi Quỳnh Anh khẽ nít qua sườn Không biết rằng Anh ta có giận hay không nhỉ Không phải là cô không muốn nói chuyện Ở Amor hôm ấy với anh mà là cô chẳng biết mở lời thế nào Giờ cô cũng quên bắn đi mọi chuyện Cô không nghĩ rằng đó là chuyện to tát Chắc em vẫn chưa thoát khỏi cuộc sống độc thân Sơn nói Giọng anh buồn vô hạn Quỳnh Anh thở dài cô cúi đầu xuống Em xin lỗi Nguyên là người khá phóng khoáng Lúc ấy em không nghĩ rằng Anh ta chẳng để ý gì đến em Sơn đột nhiên lắm lấy cổ tay của Quỳnh Anh Khiến cô giật mình anh nhếch môi cười Hóa ra anh chỉ cần nắm tay em thế này Cũng khiến em sợ hãi Quỳnh anh lắc đầu Không, không phải như thế đâu Anh luôn sợ anh chưa đủ tốt với em Anh sợ em sẽ buồn vì công việc của anh Nhưng xem như không phải như vậy Em vẫn sống rất tốt Anh cứ dặn em đi Sơn buông cổ tay Quỳnh Anh ra Quỳnh Anh không còn gì để nói nữa Cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi vào trong phòng Cả hai người chưa từng có đêm tân hôn Cũng chưa từng gần gối nhau lần nào Vậy mà cô ấy đã cùng với một người đàn ông khác ôm eo Nhảy nhót trong quán bà Cô thậm chí còn hôn hán nữa Suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu của Sơn Rồi những hình ảnh tưởng tượng về cô với người đàn ông đó nữa Nó như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng anh Sơn nắm chặt bàn tay lại anh tự nhắc mình phải kiềm chế Anh luôn kiềm chế rất giỏi Bố anh đã dạy trong cuộc đời này Muốn thành công trong mọi chuyện Chỉ có nhấn nại Nhấn nại trước mọi thứ để suy nghĩ Để bình tĩnh Để quan sát Để học tập Thì chắc chắn sẽ có thành công Nhưng có lẽ bố không hiểu Con người sẽ có nhiều lúc không cần đến thành công Mà chỉ cần đến một người thôi Sơn đứng bật dậy Anh đi tới phòng ngủ và mở thật mạnh cửa. Quỳnh Anh hét toáng lên. Trước giờ anh vào đều rất lịch sự gõ cửa. Sơn đứng lặng ở đó anh quay đi. Xin lỗi. Anh sao vậy? Quỳnh Anh lo lắng hỏi. Sơn đi tới. Anh không nói năng gì hôn Quỳnh Anh. Anh giữ chặt lấy đầu cô không cho cô chạy thoát. Quỳnh Anh cũng không quyết định kháng cự. Nếu cô kháng cự thì chẳng phải sẽ khiến cả hai thêm phần khó xử hay sao? Hôm trước ở trong nhà tắm cô đã cười tuyệt anh một lần Và điều ấy khiến anh buồn Cô không muốn làm người đàn ông này Phải thất vọng về mình nữa Chẳng phải chính cô là người mong đợi Một đêm tân hôn hay sao Nhưng Sơn lại không tiến tới Anh buông cô ra Nhìn sâu vào mặt cô và hỏi bằng giọng Của một người đang ghen Có phải anh ta từng hôn em như thế này không Quỳnh anh đẩy Sơn ra Anh chỉ đang cố bới mất lời chuyện cũ Cô biết là cô đã sai Nhưng anh không nên làm như vậy Giờ anh chưa được bình tĩnh Có gì để mai hãy nói Sơn kéo Quỳnh Anh lại Quỳnh Anh giãi ruộng. Dụ. Anh dục một bàn tay giữ chặt lên hai cổ tay cô Giọng anh ngày càng trầm xuống Anh giận cô đến mức này Chúng ta đến bao giờ mới phải thôi sống trong cảnh này Quỳnh Anh cười Bao giờ Sơn Chúng ta lấy nhau khi mà chúng ta chẳng biết gì về nhau hết không tình yêu Không quá khứ Không hiện tại Cũng chẳng hứa hẹn tương lai Cái tổ ấm này thật ra chẳng có gì cả Sơn bóp mạnh cổ tay của anh Khiến cô phải nhăn mày kêu gáy Anh thức gần đỉnh hôn cô Nhưng cô đã tránh đi Quỳnh Anh nhắm mắt nói Đừng làm thế nữa Đừng cố gắng Chúng ta không thể nào tiến thêm được nữa đâu Sơn vẫn cố gắng đổi lấy môi cô Quỳnh Anh kịch liệt kháng cự Cô chưa bao giờ phải làm điều này với anh Nhưng nếu thứ gì xảy ra quá nhiều lần Thì đều không tốt Anh luôn luôn hôn cô Không có một sự tự nguyện nào từ hai phía Anh là bác sĩ Nhưng lại hành động bộp chộp theo cảm tính Cô không thích một người đàn ông Không kiểm soát được mình Cuối cùng Quỳnh Anh vòng ra Và tát Sơn một cái Sơn thắn thờ nhìn cô Quỳnh Anh nhìn bàn tay mình Cô không ngờ được mọi chuyện lại đến mức này Quỳnh Anh buông một tiếng tử dài bảo Em sẽ ra ngoài sống một thời gian Đợi đủ tháng thì chúng ta sẽ ly hôn Quỳnh Anh không cho Sơn một cơ hội nói thêm lời nào Cô quay người mở tủ Để lấy vài bộ quần áo Cuộc sống hôn nhân này là một sai lầm Lẽ ra cô nên ở vậy đến suốt đời Cô đã chịu cảnh cô đơn đến 30 tuổi Thì tại sao phải tạc lưỡi lấy một người không hề yêu Cả hai người làm như vậy Là tự làm khổ chính mình Sơn giữ tay Quỳnh Anh lại Nhưng ánh mắt có vẻ hiền từ hơn Em định đi đâu Không phải ở đây là được Sơn nhìn về cương quyết của vợ mình Đột nhiên anh không biết phải làm như thế nào nữa Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này Rõ ràng tối hôm nay Anh và cô còn đi ăn tối với những người bạn Khi về còn định sẽ thẳng thắn nói chuyện với nhau nhưng rồi chỉ vì cuộc điện thoại của một người đàn ông Đã phá hỏng tất cả Giờ thì Sơn mới biết kẻ ngu ngốc trong tình yêu chính là anh Anh dễ dàng đánh mất mình trước cô Dễ dàng làm theo cảm xúc Mà không màng đến hậu quả Trước khi Quỳnh Anh ra khỏi nhà Sơn có nói với cô một lời xin lỗi Nhưng hình như cô không nghe thấy Lúc đó anh thấy tuyệt vọng Vậy là hết Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh Càng cố gắng lại càng chẳng được cái gì Quỳnh Anh lái xe đi trong đêm Cô định tới chỗ của Yến Nhưng nghĩ sao lại gọi điện cho chị Cô biết anh đang buồn Giống như cô Chị không rõ tại sao mà Quỳnh Anh lại gọi cho anh vào giờ ấy Nhưng anh vẫn xuống nhà mở cửa cho cô Gọi điện cho Yến nhé Không Quỳnh Anh níu lấy cánh tay của Trịnh Rồi gục đầu lên vai anh Cô khóc một trận tỏa tích trên bờ vai đó Trước kia Nếu cô hoặc Yến gặp bất cứ chuyện gì buồn là sẽ mượn bờ vai này để khóc Cô không biết được chuyện này Là khiến cô tổn thương như thế Trịnh vuốt tóc cô Để cô ngồi xuống ghế Sao thế Mới tối còn rất hạnh phúc cơ mà Bọn tao không thể yêu được nhau Là sao Quỳnh Anh sụt sùi lau nước mắt Tao vừa rồi lấy nhau Qua hai mai mối Cả tao và anh ấy đều chưa từng biết nhau trước đó Trịnh như bất ngờ Anh không thể nói được gì cả Cô bạn của anh từ trước đến nay Đều nhất quyết không lấy chồng Nếu như chưa tìm được người phù hợp Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc Cô ấy đã quyết định lấy một người mình không hề biết gì Cô thật dại dột Quỳnh Anh lau nước mắt Cô nói trong tiếng nước Mày đừng nói với ai Là tao đến chỗ mày nhá Trịnh giấy nảy lên Anh đẩy Quỳnh Anh ra Không được nam nữ thủ thụ bất thân mày còn thân à tao chỉ muốn trốn tránh thực tại một lúc mà không được à trịnh bắt chéo hai tay kể cả trước kia mày có yêu thầm tao thì tao cũng không thể cho mày ở đây được đến là con yến mở mà sao mày phải như thế bởi vì sơn chồng mày đấy mày đã viết chuyện gì đâu mà đứng về phía anh ta trịnh thở dài anh đi vào trong bếp lấy một cốc trà cho quỳnh anh cùng với đó trịnh lấy thêm cho quỳnh anh một hộp khăn giấy anh vỏ mái tóc vốn đã bù sổ của quỳnh anh dù gì thì đang đêm cãi nhau với chồng đến nhà một người đàn ông khác là không phải rồi nếu mày không yêu anh ta thì cũng phải đợi cho mọi chuyện xuôi xuống có gì nói chuyện thẳng thắn với nhau chứ tao không chịu được thế mọi chuyện là gì quỳnh anh bắt đầu kể hết mọi chuyện cho trịnh nghe từ chuyện của nhàn dẫn đến chuyện của nguyên cô nói nếu như sơn giải quyết dứt điểm chuyện của nhàn thì cô đã chẳng phải gặp nguyên rồi có mấy chuyện rắc rối đó nhưng kể xong trịnh chỉ cười anh nói phụ nữ lúc nào cũng thích đổ lỗi cô ngành nhích mày hung dữ nói Mày nói cái gì đấy mày ngang như cu ấy được rồi nếu thích thì mày ngủ lại đây đêm nay và nằm suy nghĩ đi nếu mày thực sự vô tội thì tao cho mày ở đây với tao cả đời đấy Cứ để xem Tao ám mày cả đời đấy Khoảng nửa tiếng sau Quỳnh Anh nhận được một tin nhắn của Sơn rằng Em đang ở đâu Về nhà đi Anh sẽ dọn đến bệnh viện ở Quỳnh Anh cất điện thoại đi Chùm chân lại Lúc này cô mới thấy khóe mắt cô đã cay xẻ Chẳng lẽ cô đã làm gì sai thật sao Đêm hôm ấy cả hai người đều không ngủ được Sơn thì không có cách nào liên lạc được với Quỳnh Anh Quỳnh Anh thì cứ suy nghĩ mãi về mấy chuyện xảy ra gần đây Cả hai người cứ đến gần với nhau được một chút Thì là có chuyện đẩy hai người ra xa Hóa ra Yêu được một người không phải là dễ Hơn hết Lại là một người ta chưa bao giờ quen Sáng hôm sau Quỳnh Anh để lại một mảnh giấy nhắn cho Trịnh Cô chỉ nói Cảm ơn mày Lần sau ta đến tiếp Trịnh đọc xong vò nát rồi ném nó vào trong thùng rác cách anh ba mét chúng vóc chỉnh vỗ tay cái đột đầy hài lòng sơn vừa mới chập mắt được khoảng nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa anh tưởng quỳnh anh nên vội vàng đứng dậy mở cửa nhưng hóa ra lại là thảo sơn tiêu nghỉu anh vút khuôn mặt mệt mỏi của mình thảo đứng dựng người vào cửa quanh tay ra vẻ bí hiểm ngủ lại đây cả đêm trong khi xin nghỉ Là cãi nhau với vợ đúng không nào có thế thì chắc chắn rồi cậu nói dối thường chỉ dùng hai từ để trốn tránh thảo đột nhiên ôm lấy sơn vào lòng vốn lưng tranh đầy an ủi đừng lo lắng tớ sẽ giải quyết mọi chuyện cho cậu bằng cách nào thảo buông sơn ra vỗ tay lên mặt sơn nói tặng hoa hướng dương Sếp ơi, vợ sếp đến kia một cô y tá đi qua cười rồi chỉ về phía đằng xa Cả Thảo lẫn Sơn đều tái mặt Quay lại nhìn Quỳnh Anh Cô ấy đã nhìn hết tất cả từ đằng xa rồi phải không Quỳnh Anh quay người bỏ đi Đó có phải là người con gái Đã từng nghe máy của Sơn hay không Cô biết là giữa cô ta và Sơn Có mối quan hệ gì đó Trên đời này tình bạn nào Giữa nam và nữ Cũng sẽ bị biến thành tình yêu thôi Như cô và Trịnh chẳng hạn Khoan đã Quỳnh Anh Sơn đuổi theo Quỳnh Anh anh không ngờ được là cô lại đến tìm anh Anh cứ nghĩ cô sẽ bỏ đi cho đến khi Anh tìm ra cô mới thôi Nhưng cô luôn là người anh không hiểu được Có lẽ vì thế mà anh mới yêu cô Hai người đi nhanh qua khu bệnh viện đông đúc Quỳnh Anh chỉ xuống tầng hầm gửi xe Cô cố gắng không để Sơn bắt kịp mình Vì cô cảm thấy nếu để anh nhìn ra được cô đang ghen Thì sẽ thật ngu ngốc Anh tại yêu ai Muốn ở bên ai là quyền của anh chứ Giữa cô và anh chỉ có một cái giấy đỏ ràng buộc mà cô thì cũng sắp giải thoát tranh khỏi cái giấy đó rồi vậy mới biết cơn ghen nguy hiểm thế nào đối với phụ nữ chỉ cần một phút nóng giận thôi cô ấy sẽ làm tất cả để có thể đâm vào tim của đối phương quỳnh anh ấn vào điều khiển xe chiếc xe đằng xa nhánh lên bàn tay vừa chạm vào cửa mở ra thì cả người cô bị cáo giật lại sơn ôm chặt cô vào lòng anh ôm chặt tới nỗi mà cô không thể nào nhúc nhích được. Cả khuôn ngực bị anh ép đến tức thở. Tại sao em có quyền ghen mà anh thì không? Sơn nói bên tai cô. Quỳnh Anh không trả lời câu hỏi đó. Cô chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, nói khó nhọc. Trước khi chết vì những câu hỏi, thì em không muốn chết bởi bị anh ép cho tức thở đâu. Anh xin lỗi. Sơn vội vàng buông cô ra quỳnh anh thở một hơi gấp gáp anh định ép cô thành cái xác khô hay sao quỳnh anh lén nhìn sơn sau đó cô vội vàng mở cửa ra đình trèo lên xe nhưng không được sơn vẫn nhanh hơn cô một bước anh đã biết được ý định chạy trốn của cô quỳnh anh thở dài Hiện tại trong đầu em trống rỗng em không muốn nói chuyện gì cả anh sẽ ở bên em cho đến khi em nói chuyện được với anh thì thôi Em muốn ở một mình Sơn khoanh tay vào Nhìn Quỳnh Anh đầy dần dối khiến cô sốc nặng Lại cái vẻ núng nịu kinh hồn đó Tại sao em phải bắt anh giải quyết vụ nhàn dứt điểm Hôm ở bể bơi Mà lại không cho anh được nói chuyện nghiêm túc với em Về chuyện giữa em và Nguyên Anh đang sò so đò đấy à Quỳnh Anh chỉ tay về một hướng Còn cô gái kia là ai Anh nói em có cuộc sống phóng đáng Thế còn anh Anh cũng đâu có kém gì Sơn tỏ ra mệt mỏi với lời buộc tội vô cớ này Phụ nữ đều thích đánh giá sự việc Trong khi cô ấy chỉ nhìn thấy một mặt thôi sao Ít nhất thì cô phải nghe giải thích thế nào đó chứ Cô không cho anh một cái hở nào để lọt vào trái tim Vậy thì cô mong muốn gì của cô nhân này đây Của ngành thấy Sơn im lặng thì cũng không nỡ rời đi Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên cô muốn biết Anh đang suy nghĩ gì Anh thực sự nếu kéo cô đi như thể là anh đã yêu cô và không muốn cô hiểu lầm Nhưng mọi chuyện phơi bài trước mắt là thế Chẳng có người bạn nào lại ôm ấp người Bạn khắc giới thân thiết như vậy Đó không phải là một cái ôm bình thường Đột nhiên Sơn nắm chặt lấy tay của Quỳnh Anh Kéo cô đi Quỳnh Anh phải bước theo anh Dù chẳng hiểu chuyện gì Anh đi đâu đấy Đi nói chuyện rõ ràng với Thảo Để em biết giữa anh và cô ấy chẳng có gì nếu anh yêu cô ta thì tài sang phải lấy em rồi chạy theo em mà giải thích thế này chứ Sơn dừng lại khiến quỳnh anh đâm thẳng vào anh môi hai người bất ngờ chạm nhau điều ấy làm cả hai lúng túng Sơn đằng hắng giọng à, không phải là anh yêu em rồi đấy sao quỳnh anh quay mặt đi vẫn cố không để lộ chút sắc thái nào hết Tại sao trái tim cô lại phải đập loạn nhịp với câu nói nhảm nhí đấy Cô đã 30 tuổi rồi Biết bao người nói yêu cô Thậm chí còn dùng lời đường mặt hơn nữa kìa Tại sao cô phải xúc động Với lời nói đó của anh Không Chắc chắn chỉ bởi lời anh là chồng của cô Nên cô mới có cảm giác khác Với những người đàn ông kia thôi Được Đi thì đi em sợ gì chứ Quỳnh Anh hết mặt rồi đi lên trước Lúc đó hai bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau Anh tìm tôi có chuyện gì Yến nhìn Nguyên Đột nhiên lại hẹn cô ra đây Cô tin chắc chuyện này có liên quan đến Quỳnh Anh Và quả nhiên là thế Tôi muốn biết mọi thứ về Quỳnh Anh Nguyên nói Dòng điều vẫn chắc nịch Mạnh mẽ như vậy Yến cười nhạt Anh ta nghĩ mình là ai mà muốn có cái này thì được Không muốn có cái nọ thì cũng chẳng sao Cô không phải là con bé dễ dàng bị đàn ông lừa vào chồng Như thời 18 nữa Cô có thể từng có cảm tình với Nguyên Nhưng chưa bao giờ cô đem bạn mình ra làm trò đùa Nguyên hiểu được Yến đang nghĩ gì Chắc là cô ta đang thấy anh là gã điên Khi muốn tán tỉnh một người phụ nữ đã có chồng Và người phụ nữ ấy lại chính là bản thân cô Nhưng có sao Còn người ấy luôn thích phiêu bàn và lưu lính như vậy Sao thế Cô có vẻ không vừa lòng Hay là cô thích tôi Anh nói chuyện chẳng liên quan gì cả Yến bình tĩnh nhấp một ngụm trà nhưng tôi nói trước cho dù anh có tất cả quá khứ của con bé đó thì anh cũng chẳng tán đổ được nó đâu yến đặt tách trà xuống làm bộ như sắp ra về cô đứng dậy ngoắc tay để nguyên lại gần nguyên cảm thấy hành động này hơi quá anh cười nhưng vẫn khái sát vào cô yến thì thầm trước khi anh đến tất cả đàn ông tốt còn sót lại đã từng cầu xin quỳnh anh để ý tới họ vì quỳnh anh không phải là một người thích đùa giỡn tình yêu nếu cô ấy đã yêu Thì sẽ yêu đến tận cùng tim gan Yến bỏ đi Cô không nghĩ rằng anh sẽ để ý Đến cái vế đàn ông tốt kia Mà anh ta sẽ để ý đến trái tim của Quỳnh Anh Nhưng điều cô nói không phải ngoa Bởi đúng là 30 năm cuộc đời của Quỳnh Anh Đã gặp không ít đàn ông Có người còn giàu hơn Nguyên rất nhiều Nhưng thứ Quỳnh Anh muốn Chỉ là một người khiến cô ấy rung động Yến đeo chiếc kính dâm lên gọi điện cho chị Lúc này hẳn anh ta đang ở nhà và nhớ về vợ cũ Chắc cô nên đến đó để an ủi anh Dù sao cũng là bạn bè Không nên vô tâm quá Khi trịnh bắt máy Yến nói Mày có tin là Quỳnh Anh sẽ một chân đạp hai thuyền không? Trịnh đáp Nó một chân đạp vững hai thuyền thì sẽ hợp lý hơn đấy Chào ôi Sao mà tao muốn nhìn thấy đàn ông đau đớn đến thế? Nhìn họ tan vỡ. Tao thấy mình như có đồng loại Mày đang nói tao đi à Yến cúp máy Cô cười tươi rời rời đi Quỳnh Anh đang nghĩ Khi mình đứng trước mặt Thảo Rồi sẽ tìm được nhiều câu hỏi lắm Nhưng đến lúc thực sự đối diện với người phụ nữ này Cô lại chẳng có gì để hỏi cả Không phải là cô không biết Thảo đã có chồng Chỉ là Đáng ra cô nên giữ khoảng cách khi Sơn đã lấy vợ Quỳnh Anh có cảm giác Thảo không tôn trọng mình khi cô ấy lúc nào cũng thân thiết với Sơn Còn hơn cả với vợ anh là cô đây Cậu nói cho vợ tớ nghe đi Rằng giữa cậu và tớ chẳng có gì cả Cố định ly hôn với tớ chỉ vì những hành động của cậu đấy Cậu đang giận tớ đấy à Thảo quát lại Nhưng cô lại dịu xuống vì nhớ xa Là Quỳnh Anh đang ở đây Xin lỗi nhé Cũng tại tớ Sơn trừng mắt Hất mặt về phía Quỳnh Anh không phải là tớ mà là vợ tớ Nói với cô ấy sự thật giữa hai chúng ta đi Quỳnh Anh đột nhiên không muốn nghe gì nữa Bởi vì cô biết giữa họ chẳng có gì Nhưng nếu cô ta còn có những hành động như thế nữa Trời đất Cô đang nghĩ gì thế nhỉ Tại sao cô lại phải đe dọa Thảo trong tâm tưởng Đáng ra cô nên bình thản Cô không phải là một phụ nữ nhỏ nhen và ghen tuông mù quáng ấy thế mà cô vẫn không thể nào bình thường được Khi nghĩ đến việc mỗi đêm Sơn đến đây làm rồi lại cùng cô ta ôm um ấp theo kiểu bạn bè như thế quỳnh anh quỳnh anh thảo mua tay trước mặt quỳnh anh khi thấy cô đang lơ đáng quỳnh anh giật mình vâng sơn nắm lấy tay cô mỉm cười em đang nghĩ gì thế không có gì lúc nào em suy nghĩ em cũng nói là không có gì thảo nói giữa chị và sơn không có gì đâu nếu chị và cậu có gì với nhau thì đã yêu quét nhau từ lâu rồi Bọn chị kiểu như đều sởn ra gà khi nghĩ đến chuyện đó ấy. Em Quỳnh Anh Chẳng biết phải nói gì nữa cả Hình như người có lỗi luôn là cô Bởi rõ ràng là cơn giận ban đầu là Sơn Khi biết cô và Nguyên đã hôn nhau Vậy mà giờ đây cô lại đi ghen anh với Thảo Như thể cô đã làm gì được cho anh và cuộc hôn nhân này vậy Em xin lỗi Sơn hơi ngạc nhiên Anh nhìn qua chỗ khác Mọi chuyện nên thế này sớm hơn Nếu cô xin lỗi anh sớm hơn Thì đã chẳng phải mất công giải thích chuyện của anh với Thảo Quỳnh Anh đã mất một đêm để suy nghĩ Về mối quan hệ giữa cô và Sơn Chị nói đúng Trong tình yêu hay hôn nhân Đừng bao giờ đi tìm lỗi lầm thuộc về ai Càng tìm kiếm Thì lại càng dồn đầy trách nhiệm về nhau Không có ai chịu thành thật với chính mình Chứ đừng nói là đối phương Quỳnh Anh táo chức nhấn ở ngón tay áp út ra đưa nó cho sườn. Em cảm thấy em không đủ sức để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta phải cố gắng quá nhiều. Trong khi trước đó, em cứ sống như lời chính em. Em không hiểu được bản thân lúc này nữa. Em không kiểm soát được chính mình. Quỳnh Anh đứng dậy bỏ đi. Cô không nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn. Nhưng ít nhất nó cũng giải thoát cho cả hai khỏi sự khó hiểu này. Cô cứ ghen tuông vô cớ Giận dối vô cớ Khiến anh cảm thấy buồn nhiều Còn anh nhiều lúc phải quan tâm thêm cả cô Mỗi khi phẫu thuật cho bệnh nhân Điều ấy thật nguy hiểm Vậy thì chẳng bằng ly hôn Đưa mọi thứ trở về ban đầu Như vậy đều dễ dàng cho cả hai Sơn và Thảo nhìn chiếc nhẫn cưới Mà Quỳnh Anh vừa mới trả lại Không gian im lặng như tờ Tạm đến 5 phút sau sơn mới hiểu ra được vấn đề là mình vừa bị đá cố trả lại anh nhẫn chẳng phải muốn ly hôn với anh đi sao thảo này sơn vẫn nhìn cái nhẫn gọi bàn mình sao tự nhiên tớ thấy trúng rỗng thế nhở thảo lo lắng bảo hôm nay tớ sẽ xin nghỉ làm cho cậu cậu quên tớ là sếp à cậu có thể xin ai vậy thì mau đuổi theo cố đi đồ ngốc nếu cậu yêu cô ấy thì phải giữ cố lại đừng ngài ngùng gì nữa Chúng ta đều không còn trẻ để sai lầm nữa đâu Sơn từ từ đứng dậy Trên bàn tay anh vẫn là cây nhẫn của Quỳnh Anh Anh nhìn nó Nâng niu như sợ rằng Nó sẽ rơi xuống Hoặc là biết đâu nó sẽ tan biến đi Cuối cùng Sơn nắm chặt nó lại Rồi chạy đi thật nhanh Lúc ấy Sơn vẫn đang mặc áo blue Anh thậm chí còn không nhớ ra mình phải xuống tầng hầm lấy xe Chứ không phải là ra ngoài bắt taxi để đuổi theo Quỳnh Anh Thật ra Quỳnh Anh vẫn ở dưới tầng hầm Cô ngồi trong xe và khóc một mình Chỉ là từ chối một người đàn ông khác trong đời thôi Tại sao cô lại thấy khó chịu thế này? Quỳnh Anh gọi điện cho Yến Vừa nấc vừa nói Yến ơi, tao mới đến Amor Yến nhìn Trịnh Vẻ mặt bắt đầu lo lắng Cô chỉ vào cái điện thoại Như để Trịnh biết Quỳnh Anh đang có vấn đề Trịnh ghé tai lại nghe ngóng Trong điện thoại vang lên tiếng nói đứt quãng của Quỳnh Anh Cả tuổi 30 vừa lấy chồng vừa ly hôn Thì có gọi là nhanh chóng quá không? Amo à vẫn như mọi khi Những gương mặt quen thuộc ngồi ở chỗ quen thuộc Nhạc mỗi đêm một chủ đề Những cuộc hẹn, cuộc làm quen Tất cả đều vẫn ở đây Quỳnh Anh nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm của mình Rồi đưa cốc rượu lên uống cạn Hai người bạn của cô cũng đã bắt đầu say Sau bao nhiêu năm Khi cả ba đã trưởng thành Thì họ vẫn cứ cô độc như thế chỉ tiếc lúc này đã không còn kỳ diệu như nhiều năm trước nữa. Cô, Yến và Trịnh đều có những tổn thương sâu kín ở trong lòng. Chỉ nhìn cốc rượu trong suốt bảo. Mà. Mày yêu anh ta rồi, tại sao lại phải rời bỏ anh ấy chứ? Quỳnh Anh lắc đầu. Mày nói gì là thế? Nó không phải là tình yêu. Đó chỉ là một cơn say. Như lúc này. Khi mày uống rượu quá nhiều, mày sẽ say. Khi tao hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ sơn, ta cũng sẽ say mê vì những điều tốt đẹp ấy, chứ không phải là anh ấy. Yến đẩy đầu quỳnh Anh cười cợt cô như một cười một con ngốc. Mày chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Ê, nhưng kia có phải là chồng mày không? Trịnh chỉ tay, cả Yến và quỳnh Anh đều nhìn theo. Thấy thì đằng xa là Sơn đang đi tới, chiếc áo blue trắng, dáng người cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng như bừng sáng giữa à mò Rất nhiều người chú ý đến anh bởi cái áo bác sĩ nhưng anh lại chỉ để ý đến cô Ngay sau lúc đó Nguyên từ bên ngoài bước vào với Thắng Hai anh em họ đã nói chuyện gì đó Rồi đột ngột đứng khựng lại Khi nhìn thấy cô và Sơn Quỳnh Anh không biết được cuộc đời là có lúc đẩy cô vào tình huống trướng chiều này. Đó dường như là một cơ ải bắt buộc mà cô cần phải vượt qua. Quỳnh Anh vừa loàng tràng đứng dậy thì Sơn cũng đã đi đến. Cô nhìn Nguyên đứng ở đằng sau Sơn anh ta cười với cô một nụ cười bí hiểm sơn cũng quay lại nhìn lúc này anh mới phát hiện ra là nguyên ở đằng sau mình sơn nhìn quỳnh anh hỏi anh ta đi cùng em à quỳnh anh lắc đầu không đáp sơn lập tức nắm tay quỳnh anh đỉnh kéo đi nhưng nguyên đã cản bước sơn nghiến răng như kiềm chế sự tức giận với nguyên trước khi tôi làm điều gì không phải với anh thế bỏ tay ra nguyên không sợ hãi anh ta thừa hưởng cái bản tính cợt nhà từ người anh họ của mình Thắng ngấy tay cô bảo Hôm nay em là Queen rồi đấy Đừng có đùa nữa Em sắp chết rồi đây này Quỳnh Anh cảm giác như Nguyên sắp sửa gây ra chuyện ở đây Nên chưa đợi anh ta nói Cô ta đã bước lên chắn giữa cả hai Để tôi mời hai người một ly Lúc này không khí thật sự rất căng thẳng và quái dị Quỳnh Anh ngồi lọt thỏm giữa Nguyên và Sơn Yến nhìn cô như thể muốn nói cô là người đứng ngoài Và không cách nào giúp cô được tài xanh biết em ở đây cả nguyên và sơn cùng đáp em còn có thể đi đâu được à nguyên và sơn nhìn nhau ánh mắt không chịu nhường đối thủ sơn thở hắt ra một cái nói tiếp anh nghĩ chúng ta cần khoảng không gian riêng tư để nói lại tất cả mọi chuyện em không nghĩ mình tuyên án từ quá sớm hay sao nguyên chống tay liên cầm nói với sơn sẽ không có không gian riêng tư nào cả Hôm nay chúng ta ở đây để hỏi cô ấy Nếu được lựa chọn theo trái tim Cô ấy sẽ chọn ai Quỳnh Anh nhìn hai người đàn ông Trong lòng rối bời Tại sao lại lôi việc lựa chọn ra Nếu như cô không yêu ai trong cả hai họ Tại sao cô phải chọn cơ chứ Tôi Quỳnh Anh vừa nói Thì nàng nổi lên Những câu sau bị tiếng gào thét của ca sĩ cuốn trôi mất Sơn chỉ nhìn thấy môi Quỳnh Anh động đậy Mà không biết cô đang nói điều gì Sơn tức giận đứng dậy Đi tới chỗ cầu dao và ngắt toàn bộ nguồn điện Không gian trở nên tối om Và im lặng Mọi người ngơ ngẩn hỏi nhau không biết chuyện gì đang xảy ra Thật sự đúng là anh đang hành động theo cảm tính Anh không kiểm soát được tình cảm đang dần lớn mạnh trong mình Anh chỉ muốn nghe cô nói Và biết được cô có yêu anh hay không Trước kia anh từng yêu vài người Mỗi lần họ rời bỏ anh Đều đứng yên nhìn họ ra đi không phải vì anh không yêu họ mà anh cảm thấy nếu như họ có thể tìm được người nào khác tốt hơn anh thì anh sẽ sẵn sàng để cho họ đi còn bây giờ khi quỳnh anh rời bỏ anh lại không thể ung dung như vậy được anh muốn giữ cô lại bên cạnh cả đời anh sẵn sàng đặt công việc ra sau để chăm sóc cho cô anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với phụ nữ và giờ đây khi anh đang đứng trong bóng tối không biết phương hướng là ở đâu cô ở đâu thì anh lại càng sợ hãi. nếu nhanh cứ chìm ngập trong cái sự u mê và lạc lối này thì anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc. anh không thể cứ ở bên cô và nhìn cô làm mọi việc ngoài tầm kiểm soát. anh cần được biết cô có yêu anh hay không. sơn bật đèn flash lên. một số nhân viên khác cũng bật theo. họ nháo nhào đi tìm nguyên nhân vì sao mất điện. nhưng ở đằng xa nguyên đã ôm lấy đầu quỳnh anh và hôn cô ấy. khi nguyên rời khỏi môi cô quỳnh anh nhìn sơn ánh mắt buồn bá vô hạn cô cúi đầu nói sơn em xin lỗi em sơn lẳng lẽ đi ra khỏi quán anh không nói thêm gì nữa cả quỳnh anh đứng dậy nhìn theo tự nhiên cô không thể bước lên để đuổi theo anh sao phải vậy chứ dòng của nguyên cất lên Nụ hôn của anh có sức thần kỳ nhưng không phải để em làm đau người khác đâu cái gì cơ không có gì anh chỉ cảm thấy là lùng thôi vì tôi đã hôn anh á không vì tự nhiên anh thấy không còn thích thú như lần đầu nữa quỳnh anh im lặng cô đưa tay lên môi của mình nếu như khoảnh khắc ấy quay lại chắc có lẽ cô vẫn hồn nguyên đó là phản xạ của phụ nữ những lúc quan trọng thường hành động theo cảm tính đèn trong quán bar bắt đầu được lên lại nhạc cũng bắt đầu lên yến để vai quỳnh anh nói lớn mày làm cái gì thế con điên này thắng cười đột nhiên trở nên trầm ngâm anh ta quan sát quỳnh anh quỳnh anh cúi đầu ta không biết nữa điên mất quỳnh anh chưa bao giờ mất trí đến nỗi như thế nhưng lúc ấy cô chẳng nghĩ được gì à hình như là cô muốn trải thù anh về vụ anh và thảo ôm nhau cô muốn anh hiểu được cảm giác giống như cô sự nhỏ nhen của cô Ngọn lửa ghen tuông cứ ẩm ý trong cô cả chiều Cô đã làm những việc xấu xa vì một người đàn ông Những ngày sau đó Quỳnh Anh có đến thăm bố mẹ mình và bố mẹ Sơn Tất cả đều nghĩ rằng Hôn nhân của cả hai vẫn còn tốt đẹp Bố mẹ Sơn cứ hỏi đã có động tĩnh gì chưa Câu này như muốn nói bao giờ thì Quỳnh Anh sẽ có còn Cô chỉ cười gượng gạo rồi nói sang chuyện khác Bố mẹ nào cũng mong có cháu Cô và Sơn cũng không còn trẻ chung gì Lại là con một Vậy mà chẳng cho họ được một đứa cháu nào Bố mẹ Sơn đều là những người hiền lành Họ đối xử với cô như con cái trong nhà Quỳnh Anh không muốn khiến họ buồn Cho nên giấu nhẹ chuyện chuẩn bị ly hôn đi Cô nghĩ những người già cần được thông báo Một cách nhẹ nhàng hơn Cô không nên đến đột ngột như thế này Ok con sẽ con không đeo nhẫn cưới Mẹ của Sơn cầm tay cô lên nhìn ngạc nhiên hỏi À dạ Móng của con hơi xấu Nên đeo nhẫn hay bị xỉn màu Nên con sợ Ngốc ơi là ngốc Nhẫn cưới đẹp hay xấu thì cứ phải đeo vào tay Không người ta lại tưởng mình độc thân Hay là vợ chồng làm sao đấy Đàn nào cũng có bán rồi đâu Giữ làm gì Nếu có bỏ thì vứt quát đi là xong Ơ à, cái bà này nói lạ thế nhỉ Bố Sơn của trách Quỳnh anh cúi đầu Cảm thấy hơi xấu hổ cô đã đem trả lại cái nhẫn đấy cho sơn chẳng lẽ lúc đó cô nên vứt quát nó đi như lời mẹ anh nói tại sao em lại ở đây sơn từ bên ngoài đi vào quỳnh anh rất đối ngạc nhiên nhưng hình như đã rất nhiều đêm anh không ngủ quần mắt anh thâm lên đầu tóc bù xù và khuôn mặt thì hiện gió về mệt mỏi tại sao nó lại không được ở đây con bé là con dâu nhà này thích đến chơi với bố mẹ thì đến chứ bố mẹ sơn cười chạy đến cạnh con trai bố thì xích túi hộ anh mẹ thì kéo tanh vào nhà đến trước mặt quỳnh anh cô thấy chạy lòng anh là đứa con cưng của hai người vậy mà nhìn xem cô đã làm anh bồn như thế nào cả hai đứng đối diện nhau nhưng không biết phải trốn tránh vào đâu nữa họ cảm thấy ngại ngùng hai đứa làm gì mà cứ tàn ngần hết cả ra với nhau thế à không định ăn cơm quỳnh anh và sơn cùng nhau vào bếp sắp đồ Cô biết anh có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô không thể trả lời hết được trong lúc này. Nếu em thương hại anh và bố mẹ, thì không cần phải làm như vậy đâu. Sơn nói. Quỳnh Anh lắc đầu. Không phải vậy. Dù là gì, thì anh cũng muốn em rời khỏi đây ngay lúc này. Anh cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy em. Anh. Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Một sự buồn bã dâng kiến dâng lên. Quỳnh Anh biết là Sơn đang giận cô Và cô đến đây cũng là một sự sai trái Nhưng những lời anh nói lại giống như đang kiếm đâm sâu vào trái tim Khiến cô đau nói Sao mà anh lại lạnh lùng đến thế Sao mà anh không giả vờ Như cả hai vẫn còn yêu thương nhau với cô được hay sao Anh không muốn đứng cạnh một người Động một chút là lại đi hôn kẻ khác Điều ấy khiến anh ghê tởm. Quỳnh Anh như bị hất văng ra khỏi trái đất cô thấy mình như một sinh vật nào đó gớm ghiếc ngoài vũ trụ xuất hiện trước mắt anh anh nói anh thích ghê đờm cô quỳnh anh ngẩng đầu nhìn trần nhà ép cho giọt nước mắt đang trực trào chảy ngược vào bên trong em xin lỗi nếu việc em xuất hiện ở đây làm anh khó chịu đến vậy thì em ngàn lần xin lỗi quỳnh anh lấy cái túi rồi bước ra bên ngoài chào bố mẹ sơn sắp ăn cơm rồi con còn đi đâu nữa con xin lỗi con có chút công chuyện ạ à? Ăn xong đã rồi hãy đi Dạ thôi chắc lúc khác con lại tới Quỳnh Anh vội vã chạy ra bên ngoài Sơn ở trong bếp Nghe tiếng nói và tiếng bước chân cô san dần Hình như anh đã hơi nặng lời với cô Hình như là cô đã đau lòng Sơn bước ra ngoài Anh đột nhiên quỳ xuống khiến bố mẹ đều ngơ ngác nhìn nhau Hôm nay Sơn về đây cũng là để nói rõ ràng với họ mọi chuyện Bố mẹ Con và Quỳnh Anh sẽ ly hôn cái gì? Bọn con đã quyết định rồi Chúng con không thể nào sống chung được Hôn nhân không có tình yêu là một tội ác Mẹ Sơn tần ngần một lúc rồi bắt đầu rơi nước mắt Bố nắm lấy tay bà Cả hai người đều im lặng Vốn biết rằng cuộc hôn nhân này Là một khó khăn Nhưng không ngờ Nó lại kết thúc sớm đến như vậy Quỳnh Anh vẫn ngồi trên xe Lấy chiếc nhẫn từ trong cái hộp Cạnh cần xuống ra nhìn ngắm Cô mở cửa kính Vung tay lên đỉnh đáp đi Nhưng một ý nghĩ chợt ngăn cô lại Cô không đành lòng vứt nó đi Mà vứt đi hay để lại Thì cũng có giải quyết được cái gì đâu Nó chỉ là một chiếc nhẫn thôi Xếp thắng gọi điện Nói rằng bên cơ quan sắp sửa có chuyên đề rất tốt Phải đi xa một thời gian Anh ta hỏi Quỳnh Anh có muốn theo vụ này không nhưng nói xong rồi mới giật mình nhớ ra Anh quên mất cô còn có chồng Ở nhà mà lo cho chồng con đi Quỳnh Anh nhìn vào cánh cổng đóng kín Của nhà bố mảnh Sơn Cô trả lời rất rõ ràng Em nhận Cô bị làm sao thế Lương tôi trả cho cô không đủ tiền để cô nuôi con sau này Anh biết tính em mà Em không hợp làm một vợ hiền thảo đâu Chắc cả đời này em cứ sống thế thôi Quỳnh Anh cúp máy rồi gạt xô lùi Thiết nghĩ nếu nhanh đã không muốn thấy mặt cô Thì thà cứ tránh đi còn hơn Cô đã gây ra lối lầm Cho nên cô không còn mặt mũi nào Đứng trước mặt tranh nữa Lẽ ra ngày ấy mẹ hỏi cô có muốn lấy chồng không Cô không nên vội vàng đồng ý Hôn nhân đúng là một nấm mồ Quỳnh Anh thở dài Lái xe rồi rời đi Buổi tối Sơn tới bệnh viện như mọi khi Kỳ lạ thay anh cần công việc nhất để quên đi mọi thứ Thì lại chẳng có công việc nào đổ xuống đầu Ngày nào cũng phải đóng giả là một trưởng hoa bận rộn Rồi lạnh lùng khiến anh dần dần cảm thấy chán nơi này Đã hai ngày nay anh không về nhà Cũng không gặp mặt Quỳnh Anh Không biết lúc này cô có ở nhà hay không Anh sợ nhìn tiếc cô Nhìn được rồi lại không cưỡng được lòng Sơn không biết giờ đây mối quan hệ giữa hai người là gì Là vợ chồng Là vợ chồng đã ly thân hay là chẳng còn là gì cả Cô đang phải sống Những ngày tháng khổ cực Để đợi được ly hôn nữa. Thảo gó tay vào cánh cửa Đánh thức Sơn ra khỏi dòng suy nghĩ Cô biết rằng gần đây Sơn gặp chuyện gì Và cô cảm thấy một phần trách nhiệm đó là do mình Cô chưa bao giờ thấy bạn mình buồn đến vậy Với chuyện tình cảm của cậu ta Thường thường cậu luôn là người biết cân bằng mọi thứ Nhiều khi còn hơi vô tâm Vậy mà giờ đây cậu dễ buồn Dễ lơ đáng Ngày trước gọi một câu là cậu ta đã quay lại Nhưng giờ gọi đến ba bốn câu Cũng khiến cậu buồn Rõ ràng là trong lòng Đã có chuyện lấn át tất cả các giác quan Giao thiệp với bên ngoài Sơn ngẩng đầu nhìn ra thạch thảo Thở dài Ai, Lại là cậu đi à Ừ Là tớ đây Chán nhỉ Tớ không có hứng thú để tiếp chuyện đâu Tớ thì có đấy Thảo ngồi xuống trước ghế đối diện Sơn Cô nhìn anh một hồi lâu rồi nói tiếp Cậu là đồ ngốc Sơn không hiểu vì sao mình lại bị mắng Nhưng mà thôi Mắng cũng tốt Ai đó hay mắng anh Để anh cảm thấy yêu cô là sai lầm đi Thảo chết miệng Chẳng trách Đám con gái từng yêu cậu bỏ chạy hết Cậu chẳng hiểu tâm tư phụ nữ gì cả Là sao? Cậu biết điều phụ nữ cần nhất Ở người đàn ông của cô ấy là gì không? Sơn im lặng Nhưng ánh mắt này đang chờ đợi câu hỏi Thằng nói tiếp Đó chính là sự tin tưởng Tớ tin là cô đã có cảm tình với cậu Nhưng không tìm thấy ngọn hải đang dẫn đường Cậu ấy Và cậu giống nhau ở điểm Đều cần có một người bên cạnh Nhưng luôn lúng túng để bộc lộ trái tim mình ra thành thử cả hai như đang mò mẫm trong bóng tối cậu đang làm nhảm cái gì đấy sơn tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt đã nhìn qua chỗ khác như bị nói chúng tìm đèn tớ đang khuyên nhủ cậu đấy lại giờ lần này đừng có để vuột mất một người nữa cô ta hôn người khác trước mặt tớ về câu chuyện trước đó là gì người đàn ông đó đến hỏi cố chọn ai trong hai người bọn tớ thảo nghiến răng cốc mạnh một cái vào đầu sơn đời cô chưa bao giờ hối nhận khi làm bạn với người đàn ông này đến thế bà nằm lăn lộn trong tình trường của anh ta để làm gì không biết nữa thế mà cậu cũng để nguyên sao cậu không lao lên túm lấy cổ anh ta và đánh cho anh ta một trận chính cái sự tỉnh táo quá đôi của cậu khiến cho cô hoang mang và bắt cô phải chọn nếu cậu thể hiện rõ ràng hơn biết đâu cô đã chẳng phải chọn còn gì cả vì người cô yêu là chính cậu sơn như hiểu ra vấn đề nhưng rồi anh gục đầu xuống đầy đau buồn nhưng mà tớ vẫn tức khi nghĩ đến chuyện đó cứ cho là thế đi thì cô ấy cũng đã hôn người khác khi anh là chồng của cô hơn hết lại là lần thứ hai sao phụ nữ lại khó hiểu thế cơ chứ náo bộ của họ được cấu tạo bằng chất liệu thế nào vậy cậu đừng có lấy cái lòng dạ đàn bà ra mà so sánh vì đúng là có những lúc chúng tớ làm điều ngu ngốc thật nhưng nghĩ đàn ông các cậu đôi khi nên học cách thỏa hiệp với mấy việc làm quá đáng của bọn tớ vì bọn tớ bình thường không ngu thế đâu thế lúc nào mới ngu lúc mà trái tim không thuộc về họ nữa và họ làm mọi cách để bảo vệ cái khoảng trống trong ngực mình người mất trí nhất cũng nhận ra của nhanh yêu cậu sơn lập tức đứng dậy vơ vâng lấy cái điện thoại anh không quên xoan đầu thảo như xoan đầu một đứa trẻ cảm ơn nhé Ngày xưa cậu nên theo học ngành tâm lý Thảo lắc đầu nhìn theo Sơn Đúng là khi yêu con người ta trở nên mù quáng hơn Nhưng Sơn không biết rằng Khi anh chuẩn bị gọi cho Quỳnh Anh Thì cũng là lúc cô đang ở trên máy bay rời khỏi thành phố rồi Cô là một người luôn đúng đi lại. Cũng là một kẻ nói được thì làm được Anh bảo cô biến đi Cô sẽ đi cho khuất mắt anh Có thể cả đời không ở trước mặt anh nữa cũng được Trịnh đang ngủ thì đột nhiên có người đến đập cửa. Khi thấy Sơn, anh suýt nữa từng mình nhìn nhầm người. Nhưng đúng là Sơn thật, sao anh ta lại đến đây vào giờ này? Quỳnh anh có ở đây không? Trịnh mắt ngắm mắt mở, nhìn quanh nhà mình theo phản xạ. Thực ra anh ta đang ngái ngủ, có người nói Quỳnh anh thì cứ thế mà tìm thôi. Không thấy gì Trịnh mới nói. Đêm nay cô ta không ở đây. Ơ, ờ, cơ mà sao thế? Tôi tưởng hai người là vợ chồng cái gì? Cô ấy từng ở qua đêm với cậu à? Một đêm duy nhất. Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sơn đập tay vào cửa. Anh nhìn Trịnh bằng một vẻ nghiêm túc. Mở to mắt ra và nhìn tôi. Đợi tỉnh ngủ rồi nói cho tôi biết. Khóc. Trịnh không cần suy nghĩ mà nói luôn. Cô ta khóc vì anh. Sơn im lặng. Vẻ hung dữ vừa rồi đã biến mất. Quỳnh anh đã từng khóc vì anh sao? Cô đứng trước anh luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ Thậm chí anh còn cảm thấy hơi sắt đá Hay là cô cũng nghĩ về anh như thế Nhớ là cái đêm say cô về cùng Nguyên Cô đã hỏi anh tại sao hôm nay không đi mổ người Ấn tượng với anh trong cô chỉ là những việc như thế thôi Đột nhiên Sơn lại đầu nhột trí Tại sao anh biết chuyện đó Trình vừa ngáp vừa hỏi Chuyện gì Chuyện cô từng đến đây Sơn lắc đầu tôi không biết cô là bản thân của cậu mà tôi không còn được điện cho cô ấy về nhà cũng không thấy nên tôi đi tìm cô ấy không ở nhà vào lúc này sao gọi điện cho yến đi ngoài ông trời ra thì chỉ có yến biết cô ấy đang ở đâu sơn vội vàng chạy đi Chỉ gọi với theo nhưng không nghe thấy gì nữa sơn đã từng ở trong những tình huống cam go hơn thế này thời gian để đàn đường mục đích eo hẹp hơn thế này nhưng anh chưa bao giờ lúng túng như thế Lần đầu tiên anh không biết phương án của mình là gì Và anh không biết phải cứu chữa như thế nào Yến mở cửa ra và nhìn Sơn Cô vừa nhận được điện thoại của Quỳnh Anh dặn rằng Đừng để Sơn biết cô sẽ đi làm chuyên đề trong miền Trung một tháng Cứ nói cô đã xin nghỉ việc và không biết cô đang ở đâu Chỉ 5 phút sau anh ta đã xuất hiện Yến không ngờ rằng một người qua lời kể của Quỳnh Anh Là trưởng khoa tim mạch, luôn bận rộn Lại có thể bỏ hết công việc để đi tìm vợ mình nhanh đến như thế Cô nói vậy là sao? Cô là bạn thân của cô ấy cơ mà Yến nhún vai Cô hít một hơi thật xong Anh này Tôi đã nói đến bao nhiêu lần rồi là tôi không biết Chuyện tôi là bạn thân thì liên quan gì chứ Nếu cô ấy không muốn nói Thì làm sao mà tôi biết được Cô đang nói dối Ơ à, Anh đang uy hiếp tôi đấy à Sơn bình tĩnh lại Anh nhìn Yến rất lâu rồi mới nói Tôi yêu Quỳnh Anh Yến không hiểu được anh ta nói vậy là muốn gì Tôi thật lòng yêu cô ấy Tôi biết cô ấy chỉ là chưa tìm được ngọn hải đăng của mình Cho nên chúng tôi mới mò mẫm trong đêm đen Xuân lặp lại y nguyên lời của Thảo Yến buồn cười nhưng không dám cười Sợ sẽ làm ngắt mất mảnh cảm xúc của anh ta Anh nói thế này bảo sao mãi đến bây giờ mới lấy được vợ Yến nghĩ trong lòng Nhưng xem ra anh ta cũng khá là dễ thương nếu yêu cô ấy thì sao lại bỏ cô đi trong đêm tân hôn Sơn ôm đầu cụ ừ. Cô nói với cô à Nhưng chuyện đó không quan trọng Làm ơn nói cho tôi biết Quỳnh Anh đang ở đâu Xanh không trả lời câu hỏi của tôi trước Sơn tức đến nỗi không nói được gì nữa Anh quay người bỏ đi Tại sao vợ anh lại làm bàn với họ nhỉ Thật sự là những kẻ khó ưa mà Không phải chơi thân với nhau là để biết nhau đang ở đâu làm gì hay gặp khó khăn gì hay sao ngày đầu tiên đến nhà nhân vật để phỏng vấn không hiểu suy xẻo thế nào mà quỳnh anh và quay phim lại không thể liên lạc được với lái xe hai anh em lại phải tự mình bắt taxi đến đến nơi thì nhân vật lại đang có một cuộc hẹn quan trọng đành phải ngồi đợi đến chiều mới có thể gặp được trong bữa trưa anh quay phim có hỏi cô là vợ chồng với nhau vợ chồng son mà đi những một tháng em cũng liều lĩnh đấy biết là câu nói đùa nhưng quỳnh anh vẫn cảm thấy khó chịu có liều lính hay hèn nhát thì chỉ có cô mới biết được cô chạy đến đây đâu phải vì niềm đam mê với công việc không thấy quỳnh anh trả lời người đàn ông đang hắn rồi tiếp tục ăn cơm quỳnh anh thì không có hứng ấy nữa cô buông đúa mệt mỏi nói em về nghỉ trước lúc nào ông ta quay lại thì gọi cho em nhé không ăn cơm à em no rồi Quỳnh Anh trở về nhà khách. Cô bắt đầu cảm thấy hơi hối hận một chút khi đã đến đây. Trước khi đi cô có cảm Nguyên và nói với anh ta tất cả mọi chuyện. Nhưng Nguyên nói rằng tình yêu không thể ép buộc. Nếu anh ta đã yêu cô thì cũng sẽ công khai để có được cô. Cô cũng không rõ vì sao đột nhiên hai người đàn ông này lại làm những chuyện như vậy vì cô nữa. Nhưng nó vẫn khiến cô rơi bời. Nếu cô là cô của ngày trước thì chắc chắn sẽ chẳng để tâm. Còn bây giờ nó lại khiến cô sao động Điện thoại có tin nhắn của Yến Sơn đang tìm mày đấy Quỳnh Anh mỉm cười không trả lời lại Cô biết là Sơn sẽ đi tìm cô Để đòi cái giấy ly hôn Nhưng trước khi hai người được quyền ly hôn Thì cô không thể xuất hiện trước mặt anh được Chính anh đã nói ghê tởm cô Đang suy nghĩ mênh man thì cô đâm về một người Xin lỗi Quỳnh Anh định đi tiếp Thì người đó lại đứng chắn đường Khi ngẩng đầu lên thì Thiên Nguyên ở đó anh ta nở một nụ cười với cô vẫn là cái vẻ tự tin và đắc thắng cũng phải người giao việc cho cô là thắng anh họ của anh anh biết cô ở đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên hết trông em có vẻ buồn bã anh đến đây làm gì anh đã suy nghĩ rất kỹ có lẽ anh phải làm một chuyện quỳnh anh nhíu mày không hiểu được nguyên nhân có những hành động mà khiến cho cô cảm thấy lo lắng anh ta không giống với hầu hết đàn ông mà cô đã gặp Có chút gì đó quyết liệt hơn Và vô tâm hơn Có lẽ cô không nên quan trọng Việc vì sao anh ta đến đây Đừng có tự mình suy nghĩ nữa Nếu em nghĩ được ra chuyện này Thì em đã chẳng một mình chạy tới đây đâu Quỳnh Anh không để ý đến câu nói anh của Nguyên nữa Vì từ đằng sau Một bóng dáng quen thuộc đi tới Anh vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng ấy Ánh mắt sâu đến nỗi Cô không dám nhìn qua lâu quỳnh anh chưa bao giờ nghĩ được rằng khi thấy anh cô lại xúc động mạnh đến vậy hình như trong lòng cô vừa có một vụ nổ sơn bước đến đứng đối diện quỳnh anh hai người nhìn nhau thật lâu trước đó anh đã phải đến cầu cạnh nguyên để tìm quỳnh anh có đau lòng quá không khi anh ta lại biết còn anh thì không nhưng để tìm được cô anh sẵn sàng bỏ đi sự kiêu ngạo của mình anh không biết được mình sẽ còn làm những chuyện điên rồ nào với người con gái này nữa nhưng anh không hề thấy hối hận Đừng khóc Sơn đưa tay lên lau nước mắt cho Quỳnh Anh Quỳnh Anh lắc đầu Cô gạt tay anh rồi chảy đi Cô không thể đứng trước mặt anh một cách bình thường được nữa Cô đã làm tổn thương anh Và anh cũng đã làm quá nhiều điều về cô Điều ấy chỉ càng khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng Thái anh cứ giận cô Cứ rời xa cô Để tới bên một người con gái khác Còn khiến cô dễ chịu hơn thế này Sơn đuổi theo Quỳnh Anh và giữ lấy cô Anh sợ cô lại xé chảnh đi mất Cứ lúc nào anh lơ là không để ý Là cô lại trở nên xa cách với anh Sơn nói Xem phải làm thế này Anh sắp phát điên với em rồi đấy Quỳnh Anh ngước lên nhìn anh Chưa kịp nói thì Sơn đã cúi xuống hôn cô Anh luôn là như vậy Chẳng suy nghĩ Không dịu dàng như những người đàn ông khác Anh là một bác sĩ Có thể dịu dàng với tất cả mọi người Nhưng chỉ riêng với cô là không em không đáng đâu chính anh cũng đã nói không muốn thấy em nữa còn gì vậy mà em cũng đi thật anh cứ nghĩ nếu em yêu anh em sẽ ở lại ván vạ anh cơ đấy có lẽ anh đã đánh giá cao bản thân quá rồi quỳnh anh buồn bán lắc đầu em xin lỗi nhưng em có cảm giác từ đầu đến cuối em vẫn là một kẻ tội đồ em không có mặt mũi nào để yêu anh đừng nói nữa xuân lại hôn cô nếu em còn nói bất cứ điều gì đến chuyện cũ Đến lỗi lầm Thì anh sẽ hôn em cho đến khi những lời đó đã tan biến Những người có bệnh luôn cần anh cứu chữa Anh chưa bao giờ từ chối một trai trong khả năng của mình Quỳnh Anh cũng vậy Anh biết cô có bệnh Bởi cô đã cô đơn quá lâu Lại thấy một người dừng như anh Cô lúng túng với tình cảm của mình Trước đó Sơn không hiểu được tâm bệnh của cô Anh nghĩ chỉ có thể mình làm càn Nhưng cô còn nổi loạn hơn cả anh Cô còn gai góc và tiêu cực Cô sẵn sàng làm tổn thương ai Để bảo vệ trái tim của mình Anh cần gì ở em? Một tình yêu Quỳnh Anh hỏi Cô liếc nhìn Nguyên đành giả vờ ngực điện thoại Còn anh ta? Anh có thể ngăn được anh ta thích em sao? Sơn Chúng ta đã quá vội vàng Tình yêu cần phải có thời gian Chính bản thân em cũng đang loay hoay với chính mình Anh hiểu Mọi chuyện khởi phát từ anh Chính anh đã bỏ em lại trong đêm tân hôn Nếu như không phải vì chuyện đó Có lẽ em đã buông thả Và thiếu sự tin tưởng vang như vậy Quỳnh anh im lặng Cô nhớ là cái đêm ấy Từng chi tiết đều in sâu lại Cô đã nghĩ một người đàn ông bận rộn Thế nào cũng sẽ dành chút thời gian Để chung vui với người vợ Sẽ sống bên mình cả cuộc đời Nhưng hình như anh không muốn Cuộc sống của anh chỉ có công việc và cô chỉ là người được anh nhớ đến khi công việc đã vãn Không hiểu vì sao mà nước mắt Quỳnh Anh cứ rơi Trong chuyện tình yêu Chẳng ai là có lỗi Chỉ có điều không hiểu nhau Khiến những mâu thuẫn Những lỗi lầm cứ dần già lớn lên Và rồi thì xa cách Anh yêu em Sơn nói rất rành mạch Và tự tin nữa Anh chưa bao giờ nói yêu em cả Nên anh sẽ nói yêu em Em là một người phụ nữ quyến rũ nhưng không dễ để tới gần yêu em anh đã không còn là anh nữa quỳnh anh bật cười trước lời tỏ tình của sơn anh tan đúng là bác sĩ thật ngôn từ chẳng tự nhiên một chút nào cả đời cô chưa từng được ai đó tỏ tình như trong phim hơn thế không biết anh học lời thoại này đâu nữa sơn không ngại ngùng trước phản ứng của quỳnh anh anh cầm tay cô hỏi nếu chúng ta bắt đầu lại em có dám hứa Em sẽ buông bỏ được cuộc sống độc thân phóng khoáng của mình Em có ở nhà đợi anh Không đến Nam O Không uống rượu khi không có anh Và không để một người đàn ông Không phải chồng em đưa về nhà Nguyên chớp mắt Buông điện thoại xuống nói với giọng đầy bất mãn Này Lần thứ hai là cố chủ động hôn tôi đấy Không có ai để ý đến anh ta Quỳnh anh gật đầu Em đồng ý Em sẽ không còn giận anh vì chuyện anh bỏ em lại trong đêm tân hôn chứ nguyên bật cười và quỳnh anh có thể nghe rõ được tiếng cười ấy cô lường nguyên anh ta vội quay đi quỳnh anh nói anh không cần phải nói ra chuyện đó vì nếu giờ anh không nhắc lại em cũng đã quên từ lâu rồi nếu em có thể thay đổi thì anh cũng sẽ thay đổi làm mọi cách để phù hợp với nhau nhưng còn một chuyện nữa khiến em cảm thấy cần được giải quyết chuyện gì chuyện giữa anh và nhàn đợt chuyên đề ấy Quỳnh Anh phải ở trong miền Trung cả tháng trời. Sơn thì ra Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. mới nối lại tình cảm nhưng hai người đã phải chịu xa cách. Lại thêm công việc bận rộn nên cũng chẳng gần gũi hơn là bao. Nhưng ngày nào Sơn cũng nhắn tin và gọi điện hỏi Quỳnh Anh. điều ấy khiến cô cảm thấy ấm áp. Mẹ cô vẫn hoảng hốt về chuyện hai người sẽ ly hôn. bà cứ mắng Quỳnh Anh suốt nhưng cô chỉ cười trừ. đến khi trở về Sơn ra sân bay đón cô. Việc đầu tiên anh làm không phải là hôn cô Cũng không phải là ôm cô Anh hùng hổ xách vali hành lý Rồi nắm tay cô kéo đi rất quyết liệt Quỳnh anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì Đến lúc ngồi lên xe rồi anh mới nói Chúng ta đến nhà của nhàn Ngay bây giờ sao? Anh không muốn kéo dài sự lo lắng của em thêm một phút giây nào nữa Quỳnh Anh bật cười Bây giờ cô mới nhận ra Sơn thật sự là một người đàn ông dễ thương còn hơi ngốc nghếch nữa hai người đi tới nhà của nhàn nhàn đã đỡ hơn từ sau lần gặp anh ở hàng cố tỉnh táo hơn nhưng vẫn có chút gì đó buồn buồn khi thấy sơn đi từ bên ngoài vào nhàn đã trốn tránh bố mẹ cô có nói như thế nào cô cũng không chịu bước ra cả cuộc đời này em sẽ không gặp anh không bao giờ nữa giọng của nhàn vọng ra quỳnh anh sơn và bố mẹ cô nhìn nhau bố của nhàn thở dài khuyên hai người hãy đi về Nhàn là càng quyết liệt, cô đã nói là làm. Nếu như cô không muốn gặp thì cũng đừng ép. Chuyện đã qua rồi, hãy để Nhàn một chút thời gian cũng như không gian để làm lành tất cả. Xin cảm ơn lời khuyên đó, anh bước đến gần phòng của Nhàn, gõ cửa và nói: Anh xin lỗi, anh đã sai lầm khi không rõ ràng với em. Anh biết trong chuyện này anh cũng bị tổn thương, và anh có làm thế nào cũng không thể cứu vãn được lỗi lầm của mình. Anh chỉ muốn em biết Tình yêu không thể cưỡng cầu Vì chúng ta cố chấp với những ước muốn riêng tư Nên chúng ta mới đau lòng Khi Sơn và Quỳnh Anh vừa chào bố mẹ Nhàn ra về Thì cánh cửa đột nhiên mở ra Nhàn đứng trước cửa Nước mắt giàn rụa Cô lao nhanh về phía Sơn Và ôm chầm lấy anh Sơn không đẩy cô ra Anh vuốt nhẹ tóc cô Nhàn khóc như mưa Khóc như chưa bao giờ được khóc Cô như làm lộ hết những vết thương Và những dồn nén bao nhiêu năm qua của mình em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh rồi anh có làm gì đi chăng nữa nhàn nói quỳnh anh quay đi cô không muốn nhìn thấy cảnh này nếu như có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em sơn bảo anh sẽ làm tất cả để yêu em không có kiếp sau đâu nhàn buông anh ra cô lau nước mắt nhìn anh như thể sẽ không bao giờ lặp lại chúng ta sẽ không bao giờ va phải nhau nữa anh đi đi sơn cúi đầu anh hy vọng em sẽ sống vui Được Nhàn khẽ nhắm mắt Sơn nắm lấy tay Quỳnh Anh Và rời đi Ra đến cổng Cả hai người đều có thể nghe thấy tiếng hét dữ dội của Nhàn Sơn giật mình Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu của Nhàn Dành cho anh là dữ dội đến thế Mà yêu càng nhiều Thì nỗi đau lại càng lớn Trên đường về Sơn có hỏi Quỳnh Anh rằng Có cần đến gặp Nguyên không? Quỳnh Anh lắc đầu nói không cần xin hỏi tiếp Tại sao Quỳnh Anh bảo Con người ta đôi khi chỉ vì cô đơn quá mà làm chuyện dài dột Như cô khi bị bỏ lại trong đêm tân hôn thôi Lúc này Quỳnh Anh mới nhận ra Cô mới là người cần đến của hôn nhân này hơn bất cứ ai Không phải chỉ vì cô đơn Mà vì muốn được hạnh phúc Lần đầu tiên nhìn thấy Sơn ở buổi giảm ngó Cô vẫn nhớ Anh bảo với mẹ cô rằng cháu hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái bác người đàn ông này nói còn vấp váp vài lần khiến tất cả đều buồn cười tại sao cứ phải mất cả đời để đi tìm kiếm người hợp với mình mà không phải là thay đổi để hợp với người khác hợp hay không hợp đều chỉ là một cách nói thôi đã yêu rồi thì méo cũng thành tròn em nhận ra chúng ta không phải lấy nhau chẳng suy nghĩ chỉ là chúng ta yêu nhanh quá mà không nhận ra Sơn thần người ra như chúng phải gió Khiến Quỳnh Anh lo lắng Anh lắp bắp hỏi lại Em Em vừa nói chúng ta yêu nhau Quỳnh Anh bật cười Kéo áo anh lại Và đặt một nụ hôn lên đó Cô thì thầm Phải Em cũng yêu anh Lúc Quỳnh Anh nói câu này Thì Trịnh và Yên đang ngồi với nhau trong một quán cà phê Trịnh hỏi Yến rằng Nếu như đến năm 40 tuổi Mày vẫn chưa lấy chồng Tao cũng không tái giá thì dọn về sống với nhau nhé Yến sặc nước cô cười lớn Trong khi cười Rơi một giọt nước mắt lúc nào không hay Chẳng lẽ thằng bạn rời đánh này Đã nhận ra cô có tình cảm với nó từ thời đại học Nhưng cô là kẻ giấu tình cảm giỏi hơn Quỳnh Anh cơ mà Thật đúng là đời chẳng chắc chắn được chuyện gì Hôm nay còn độc thân Ngày mai biết đâu Đã phải lấy người dưng làm chồng Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện ngôn tình hấp dẫn này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta hãy đăng ký, bấm like kênh YouTube Gác Chuyện để lắng nghe được nhiều số phát sóng truyện hơn nữa trên kênh quý vị nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.